Không biết vào được không? Xem mạng có ok không nào? Chờ mỏi mò. Hello cả nhà. Hello các mẹ. Các mẹ vào chưa? Nhìn thấy em Thi không cả nhà ơi? Nhìn thấy em Thi thì mỗi mẹ cho thêm một. Hả? Rồi rồi rồi, thấy comment này, bên đây không bị ẩn comment nữa. Trước luôn nó ẩn comment quá luôn á. Rồi cả nhà ơi. Hello chị Thúy Trần. Cả nhà ơi, vào like được mỗi mày cho thêm một chấm hoặc là comment tương tác chào nhau mọi người nhé. Hôm nay cực kỳ nhiều mã sale với cả nhiều mã rẻ lắm mọi người ơi. Ôi, trưa nay thật sự đỉnh luôn ý. Toàn là hàng rẻ thôi. Với cả lên hôm nay mọi người nhé, với cả lên bom tặng cho các mẹ luôn, được chưa? Vào like được chấm bài tương tác nhiệt tình tí sẽ lên áo dài. Em sẽ tặng hai con áo dài cho hai mẹ có bé gái ngày hôm nay, được chưa? Vào like tương tác nhiệt tình như Thi 3 lần trong cá nhân và 3 lần hội nhóm để không bị ẩn comment. Ok chưa cả nhà? Hôm nay chắc chắn sẽ không bị ẩn comment. Các mẹ thích con gì lên cho em mọi người nhé, được chưa? Nhớ đọc tên em nha, chị Thi đẹp gái. Mọi người chờ Thi chia sẻ qua trang cá nhân nha. Chuyện là như thế này mọi người đặt hàng mọi người cố gắng là nghe máy nha. Rất là nhiều đơn không có nghe máy rồi bảo là sao nhà Thi không gọi chút đơn á mọi người. Nhưng mà nhà em lúc nào cũng gọi cho cả nhà hết, mọi người không để ý máy rồi bảo là Thi không sao lại không nghe máy. Sao không gọi chút đơn, mọi người chờ Thi xíu nha, Thi chia sẻ like qua trang cá nhân đã. Hello chị Thu Trang, hello chị tình yêu Ngọc Nguyễn. Rồi xong thì mọi người lên đơn chuẩn bị nha, nhận đồ rồi nhé, sốt đồ cưng lắm. Bạn nào nhận hàng rồi nhớ cho Thi feedback cả nhà nha, nhớ là cho Thi feedback để Thi có động lực sale hàng. Tất cả những cái mã phía sau ngày hôm nay sẽ sale cực kỳ rẻ cho cả nhà luôn, cả sơ mi bò và cả những sách xinh của bé gái. Rồi để Thi chia sẻ like qua trang cá nhân nha. Hai mẹ chia sẻ like nhiều nhất em Thi tặng cho hai mẹ, được chưa? Mỗi mẹ 100.000 ạ. Chia sẻ like nhiệt tình cho em là được cả nhà ơi. Để Thi chia sẻ like qua trang cá nhân nhé. Rồi chấm bài tương tác nhiệt tình cho em nè. Rồi được rồi, lên bom nha. Thấy em không chị, em thấy mọi người ơi, em thấy tất cả các mẹ ở đây luôn. Lên đơn ủng hộ em mã hàng bom 19.000 kèm size kèm số điện thoại cho em cả nhà nha. Trời ơi, thật sự luôn, toàn là những cái mã hot thôi nhưng mà bị bom về á, chứ không phải là những cái hàng em tặng cho cả nhà, không phải là những cái hàng sale, hàng ấy, hàng xấu đâu cả nhà nhá. Hàng đẹp lắm chị, em cảm ơn chị yêu nha. Rồi để em vào phần mềm chốt đơn, mọi người lên đơn hộ em mã bom 19.000 kèm size kèm số. Hôm nay chấp nhận lỗ luôn. Hôm nay chấp nhận lỗ 1 triệu đơn bom, mọi người chốt đơn kèm theo số điện thoại cho em, bom 1 kèm size kèm số cả nhà nha. Bom 1 19.000 kèm size kèm theo số điện thoại. Mẹ nào được đọc tên bom 1 thì nhớ là comment là đã được tặng bom. Ok chưa? Để các mẹ khác biết là em Thi tặng bom thật luôn chứ không phải là em Thi nói deal trên like. Lên đơn hộ em mã hàng bom 1 kèm size kèm theo số điện thoại tặng các mẹ giá 19.000 kèm size kèm số, nguyên một cái set bò NI như thế này em cũng tặng cả nhà 19.000, được chưa? Đặt hàng mẹ nào bom hàng thì sẽ cho vào danh sách bom và lần sau cả nhà sẽ không được mua hàng nhà em nữa. Ok chưa cả nhà ơi? Lần sau mọi người sẽ không được mua hàng nhà Thi nữa đâu ạ. Bom 1 kèm size kèm theo số điện thoại giá là 19.000. 19.000 kèm size kèm theo số điện thoại cả nhà nha. Đẩy view lên cho em. 3 lần bom 1 nha. Ai chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần và trong hội nhóm mới được chốt bom 1 nha mọi người. 3 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm thì mới được chốt đơn bom cả nhà nhá. Được chưa? Hàng bom mà cả nhà ơi, cực kỳ rẻ như này em tặng cả nhà 19.000. Cái set này thật sự bình thường người ta bán cho cả nhà 149.000 mà em Thi đi bán cả nhà 99.000 là rẻ nhất cái Facebook này rồi. Bây giờ em tặng cả nhà 19.000 được không ạ? Lên đơn hộ em kèm theo số điện thoại luôn, bom 1 kèm size kèm theo số điện thoại 19.000. 19.000 kèm size kèm 14 cân cho Hân Phượng, số đuôi điện thoại là 9910 ạ. Rồi 14 con ok tình yêu, chúc mừng chị yêu Hân Phượng này. 14 con comment thì là đã được tặng bom. Kiểm tra chị Hân Phượng đã chia sẻ đủ 3 lần cho cá nhân 3 lần hội nhóm chưa nha. Bom 1 kèm size kèm theo số điện thoại 19.000. Ok chưa cả nhà ơi? Tiếp mã bom 2 này. Toàn lên Phượng ơi, để em kiểm tra chị nhé. Mã siêu phẩm áo thun cải đen quần trắng còn, em vẫn còn ấy. Hello chị Thanh Nguyễn mọi người nha. Vào được chấm bài tương tác lên thi mã hàng bom 2. Bom 2 kèm size kèm theo số điện thoại nguyên một set như này mọi người ơi, một set 3 món như này luôn em tặng các mẹ giá 39.000. Gồm một áo sơ mi này, được chưa? Một cái áo thun bên trong á cả nhà, chờ thi xíu này. Đây một cái áo thun bên trong như thế này này. 3 món 39.000 khách chốt luôn cho em mã hàng bom 2. Bom 2 kèm size kèm theo số điện thoại 3 món mà bán giá 111x. Bây giờ sale cả nhà giá là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu cả nhà ơi? 39.000 mã hàng bom 2 kèm size kèm theo số điện thoại. Từ từ, bom 2 mọi người nhé, chia sẻ đủ hộ em 3 lần cho cá nhân và 3 lần hộ nhóm nha. Hello chị Yêu Mơ Võ, hello chị Ngô Bích Thoa, hello chị Phương Nguyên. Hello tình yêu của em ạ. Chị Hân Phượng ơi, em chưa thấy trang cá nhân của chị, chia sẻ cho em nha.
nha. Rồi tặng bơm 1 cho mẹ khác nhá. Bơm 1 phường bắt bơm 1 chị Hân Phường nha. Rồi kiểm tra nha. Bơm 1 mẹ nào mà không chia sẻ sẽ không được đâu. Đọc tên chốt đơn em rồi nhưng mà không. Kiểm tra mọi người nha. Ai chốt ai chia sẻ cho em mới rồi, là đúng chốt rồi. Chia sẻ mà không được tặng bơm mà không chia sẻ like thì cuối cùng cũng như cũng không được tặng bơm của tình yêu ạ. À. Tại vì cái này em đổi lấy lượt chia sẻ của cả nhà ấy. Rồi bơm 2 em tặng khách nhà mình giá 39.000. Rồi bơm 1 tặng cho mẹ khác đi. Bơm 1 cho mẹ nào đi chị Trang. Rồi bơm 1 bù cho mẹ khác đi. Bơm 1 bù cho mẹ bơm khác. Bơm 1 cho chị Thanh Trang ạ. À. Rồi cho chị Thanh Trang nhé. Số vui là 0697 em kiểm tra chị nhé. 0697 rồi ok. 8 với 12 mà không được chốt kim cốt. Lên đơn của em mã bơm 2 kèm size kèm số em tặng cho mẹ giá 39.000. 39.000. Rồi 39.000 mã bơm 2 này cũng trong một cái bao bơm 13-14kg á. Rồi kiểm tra, kiểm tra chị lúc nãy chia sẻ like chưa. Rồi hello chị Ngô, hello chị My Hương nha. Chia sẻ 3 lần đã có nhân và 3 lần hộ nhóm. Rồi bơm 2, chốt bơm 2 cho khách luôn. Bơm 2 cho chị Tú 7 ạ. Tú 7, kiểm tra đi, kiểm tra thử Tú 7 chia sẻ like chưa. Hàng đẹp rẻ như thế này mà còn bơm thì chịu luôn. Chịu luôn các mẹ ơi. Đây mọi người nhìn con gì đây này. Con siêu phẩm nhà em cả nhà, thị trường bán 189.000 em bán các mẹ giá 109 mà cũng bị bom em không hiểu luôn các mẹ ơi. 3 lần tới có nhân và 3 lần hậu nhóm nhá. Hiền My hello tình yêu. Chia sẻ like nha. Hello tình yêu của em, chia sẻ like nhiệt tình cho thi 3 lần tới có nhân và 3 lần hậu nhóm cả nhà nha. Rồi lên con này luôn, siêu phẩm này. Ok chị Tú 7 nhá, đã chia sẻ đủ rồi em cảm ơn chị nha. Rồi 3 lần tới có nhân 3 lần hậu nhóm là được ạ. À. Nguyên một cái set siêu phẩm, mọi người nhìn cái quần xịn chưa này. Cái quần kaki xịn chưa các mâm ơi. Thêm cả áo siêu phẩm như thế này mọi người nhé. Đẩy view lên nhanh thi nha. Đẩy view lên thi 3 lần nó có nhân 3 lần hộ nhóm mọi người nhé. Lên đơn của em mã bom 3. Bom 3 kèm size kèm theo số điện thoại. Nguyên set này em tặng các mẹ giá 49.000. Nguyên cả set siêu phẩm như thế này. Kiểm tra mẹ nào chia sẻ đủ 3 lần nó có nhân và 3 lần hộ nhóm thì mới được tặng quà nha. Được chưa? Hello chị Hiếu Nghĩa. Bom 3 cho chị Nguyễn Thị Khánh Ly, số đuôi 0062 ạ. À. Rồi cho em chị Nguyễn Thị Khánh Ly nha. Kiểm tra hơn Nguyễn Thị Khánh Ly, từ từ. Kiểm tra Nguyễn Thị Khánh Ly có không đã? Có chia sẻ thì mới được nha. Rồi chuẩn bị sang bom 4 này. Chấp nhận lỗ 1 triệu cho các mẹ ngày hôm nay luôn, được chưa? Trời ơi, toàn là hàng đẹp đỉnh của chốt thôi mà bom thì không hiểu luôn các mẹ ơi. 3 lần nó có nhân và 3 lần hội nhóm, hai mẹ chia sẻ like nhiều nhất cho thi ngày hôm nay sẽ được tặng mỗi mẹ 100.000, được chị chưa cả nhà ơi? Chị chưa sẽ chia sẻ lên trang cá nhân 3 rồi. Lần nha chị nha, mất bom 3 em. Rồi. Sẽ chốt bom 3 cho chốt người bom 3 cho mẹ khác đi. Trời ơi tiếc okay, chưa. Ok bom 3 13 cân cho chị Nguyễn Ngân, số đuôi là 3537 à. Em 3537 rồi, kiểm tra chị Nguyễn Ngân đi. Hôm trước mấy hôm toàn là tặng mà không có kiểm tra cả nhà. Hôm nay phải kiểm tra tại vì các mẹ toàn là không chia sẻ thôi mà còn được tặng bom nữa. Rồi lên con này cho em cả nhà nhá, bom 4 ạ. Tiếp theo là mã bom 4 cả nhà nha. Đây mọi người nhìn này. Đây mọi người nhìn cái yếm xịn chưa này. Đó, yếm xịn chưa, nó có cái áo chữ bên trong như thế này mà cũng bị bom, không hiểu luôn các mẹ ơi. Vì sao cả nhà? Vì sao mọi người đặt hàng mọi người không lấy ạ? Thì bán rẻ như thế này, nguyên cái con yếm với cả áo bên trong mà chỉ có 99.000 mà cả nhà không lấy thì là sao cả nhà ơi, không hiểu luôn ấy, không hiểu những cái thành phần như thế này luôn. Đó mấy bà là như thế này không bao giờ mua hàng được nhà em nữa đâu ạ. Rồi bán rẻ cho cả nhà luôn nhá. Bom bom mấy đây, bom 5 hả? Bom 4. Bom 4 kèm size kèm số tặng khách lần nhà mình giá 39.000 cả áo với cả yếm luôn, 39.000. 39.000 bom 4, xem mẹ nào đã chia sẻ like thì tặng luôn. Bom 4 kèm size kèm số cả nhà nhá. Em chia sẻ rồi chị xem lại giúp em. Mọi người ơi, chia sẻ khi mà sau, trước khi mà thi đọc tên ấy, chứ mà khi sau khi đọc tên cả nhà mới chia sẻ thì không được đâu cả nhà nhá. Bom 4 12 cân cho Su Ngố. Bom ngốm cho chị Su Ngố. Su Ngố comment là đã được 4, tặng quà nha. 4295 số điện thoại ạ. Rồi 4295 ok chị Su Ngố này. Su Ngố, ok chị Su Ngố, chúc mừng chị yêu Su Ngố nha. Rồi hôm nay mẹ nào có bé gái em lên luôn cho mọi người nè. Lên đơn của em mã gì đây ạ? Mã gì đây cả nhà ơi? Mã yêu thương kèm size kèm theo số điện thoại cho em luôn. Tặng mẹ nào có bé gái áo dài, được chưa cả nhà ơi? Xong xin sẽ lên hàng luôn. Chia sẻ đủ cho em 3 lần nữa nhưng mà 3 lần hồi nhóm. Hôm nay mẹ nào có bé gái này, may mắn được tặng nguyên một cái áo dài như thế này luôn này. Yêu thương kèm size kèm số mọi người nhớ, một quần như thế này. Yêu thương mọi người quá luôn. Đây là một cái quần sấp ly như thế này cho em này, được chưa? Thêm một cái áo dài gấm phượng hoàng, thêm một món em tặng khách nhà mình có bé gái giá là 28.000. hôm nay thích con 28. Lên đơn của em luôn là yêu thương kèm size kèm theo số điện thoại 28.000 cho khách nhà mình luôn. Xong thì sẽ lên hàng cả nhà nhé. 3 lần nữa có nhân, 3 lần hội nhóm để không bị ẩn comment tí, chốt hàng sale cực kỳ rẻ cả nhà ơi. Đây là yêu thương kèm size kèm số. Trời ơi, yêu thương cả nhà quá. Cả nhà chia sẻ like nhiệt tình cho em cả nhà nhá. Mãi gì thì cũng like hết, cả nhà cứ từ từ nhá. Hôm nay cái gì cũng like hết ạ, cả trai và gái nha mọi người nha. Yêu thương 16 cân cho Lucy Lê ạ. À. Lucy Lê ạ. 190 ạ. Kiểm tra Lucy Lê đã chia sẻ like chưa chị? Rồi mọi người nhá, yêu thương chưa chốt rồi. Yêu thương kèm size kèm theo số điện thoại cả nhà, tôi chia sẻ cho bà đến lúc chặn like rồi. Em cảm ơn chị yêu nhiều nha.
Rồi chốt kèm theo số cho em cả nhà nha. Lucy Lê. Lucy Lê cố gắng đủ đơn cho em ngày hôm nay. Chúc mừng chị okay, được tặng một áo dài với giá là 28 nghìn. Đủ ạ. Chưa cả nhà ơi, em lấy một mã của mình hóng từ trưa tới giờ này. Em lấy một mã cả nhà hóng từ trưa tới giờ nha. Nguyên một cái set Burberry cả cành này. Và em sẽ phối cho cả nhà một cái kính máy gái cho mọi người xem loại này. Loại này em báo luôn là cả trai và gái đều mang được cả nhà nha. Mày nào được tặng quà nhớ là đủ đơn cho em luôn. Đây cả nhà nhìn này, trai gái đều ok con Burberry này luôn. Và thì có cực kỳ ít con này các mẹ nhá. Yêu thương hết rồi cả nhà ơi. Tự nhiên chưa di động rồi. Chốt kèm số cho em cả nhà nhá. Một cái áo sơ mi Burberry cho em kèm túi này. Thêm một cái áo Burberry bên trong. Và thêm một cái quần hai túi hai bên như này. Chất cực kỳ đẹp luôn. Trai gái nhà mình đều yêu cả nhà nhá. Rồi chuẩn bị lên con này. Con này em tặng cho khách nhà mình giá rẻ luôn. Mã này sẽ là mã B9 nhà em. Hôm nay thì làm mã B nha mọi người. Mọi hôm là mã T rồi. Bây giờ lên mã B cho em nha. Size cho bạn nhỏ nhà mình tầm độ từ 8 đến 20 con. Mẹ nào chưa chốt được con này trong inbox, bây giờ lên like nhà thi chốt luôn nguyên set như thế này luôn. B9 kèm size kèm theo số điện thoại form size cho trai gái nhà mình từ 8 đến 20 con. Giá cho cả nhà ngày hôm nay luôn là 109. Mẹ nào nhanh tay thì được cả nhà nhá. Thị trường đang bán nguyên set này với giá 189 này. Vào like nhà em thì cả nhà mua được giá 109.000, trai gái đều yêu. Size từ 8 đến 20 cân, 3 món, tính ra mỗi món mọi người mua với giá chỉ có 30 mấy nghìn thôi cả nhà nhá. Rồi em nhận được đồ rồi nhé, đồ đẹp mà bé nhà em thích lắm. Cảm ơn Đặng Thị Hòa Yên nhiều nha. Rồi chuẩn bị thì sẽ cho con B9, mẹ nào nhanh tay mới được con này. 8 đến 20 cân, 8 đến 20 cân B9 chuẩn bị nha. B9 kèm size kèm theo số điện thoại 109.000. Em thì thật sự em thấy thề luôn là rẻ nhất cái Facebook này luôn trong ngày hôm nay. Được chưa? Tất cả những mẫu phía sau hôm nay mẫu gì cũng rẻ hết. Dạ, rồi bắt đầu chốt. Ok, cô chia sẻ giùm em chị ơi. Rồi em bắt đầu chốt đơn B9 lên mã đi ạ. B9 kèm size kèm số điện thoại giúp em ạ. Mở xong em. B9 kèm size kèm số điện thoại cho em nha. B9 nha. B9 kèm size kèm số điện thoại trên cùng một dòng nha. Ai chốt đúng cú pháp em mới chốt lên đơn ạ. Rồi đúng rồi, chuẩn bị chốt B9 nha cả nhà nha. Chờ thêm xíu. Rồi B9 bắt đầu chốt đơn cho khách 8 đến 20 cho Lukigo. Lukigo 8 con. Chờ em xíu nha mọi người. Rồi ok chị Lukigo 17 cân cho Thanh Thúy Mai. Thanh Thúy Mai 17 con có đơn ạ. 8 với 12 cân cho Kim Cúc. Kim Cúc 8 và 12 có đơn. B9 kèm size kèm theo số điện thoại giá là 109 ngày hôm nay luôn. Rẻ nhất Facebook ở nhà nhé. Rẻ nhất Facebook ngày hôm nay luôn. Milan 9 cân. Milan 9 con. Rồi ok. 15 cân cho dầu trinh. Okay. Rồi 15 cho dầu trinh có này. Vi Lan đúng không? Rồi ok chị yêu nha. 10 và 18 cho Loan Loan. Lan thêm lấy thêm chị ơi. 10 và 18 cho Loan Loan. Loan Loan. Rồi ok cả nhà. B9 kèm sang kèm 12 cân cho Linh Túi. Linh Túi có B9 cả nhà nha. Chữ B á, chia sẻ 3 lần nó có nhân 3 lần hồi nhóm để không bị ẩn comment nha. 12 cân cho Cẩm Vương. 12 cho Cẩm Vương. 18 cân cho Lời Võ. Lời Võ 18. 12 cho ai? 12 cho Cẩm Vương. Cẩm Vương, rồi. 13 cân cho Ngọc Lương. Ngọc Lương 13 rồi. Ok Ngọc Lương. Cân. 20 cân cứ chốt đi. 20 cân cho Trang Minh. Trang Minh. Trần Minh. Trần Minh hả? Ừ. Rồi em xíu. Đang bị lật cái size này rồi. Rồi. Rồi Trần Minh. Chị ơi, chị Dung và Lát ơi, tại nhà em đang bệnh nó sáng giờ chưa lấy Zalo được gì ạ. Rồi ok cả nhà nhá. B9 kèm size kèm theo số điện thoại cả nhà nhá. Chị ơi chị lên mã khác đi chị, tại vì cái size đôi khi nó lên vừa còn lẻ size không còn, không biết sợ còn hàng không á chị. Rồi B9 kèm size kèm theo số điện thoại. B9 11 và 18 cho Mặt Trời Nhỏ. 10, 11 và 18. 11 với 18 đây. 11 với 18 rồi ok, Mặt Trời Nhỏ có đơn. B9 kèm size kèm theo số điện thoại. 13 cân cho Hồng Nhi. Hồng Nhi. Trời ơi rẻ quá, nguyên set 109 cả nhà nhá. 10 ký cho Hoa Như. 10 ký cho Hoa Như. Rồi ok chị Hoa Như. Lặp lại. 17 cân cho có. 17 cân cho Đặng Sang. Rồi Đặng Sang có nguyên set. Ai được đọc tên rồi thì comment một lần thôi mọi người 109 nha. 109 rẻ số 2 thôi. Hồng ơi lên số cân giúp em chị Hảo Hồng ơi. Hôm trước rất là nhiều mẹ bị hụt con này tại vì đi về nhưng mà nó không đủ chi á. Bây 20 giờ 20 ký 5 tuổi mang được chị Minh Tú nha, chị lên mã B9 nha. B9 kèm size kèm số điện thoại ạ. 11 cân cho Bích Châu. Bích Châu ok ạ. Mẹ nào cũng được chốt hết. Giá là 109. 12 cân cho Đa Trang Bơ. Trang Bơ. Rồi ok chị Trang Bơ ạ. 11 cân cho Hảo Hồng. 11 cân cho Hảo Hồng. Số 2 rồi. 20 cân cho Trần Minh có đơn rồi chị ơi. Ai có đơn đừng đọc tên rồi thì đừng có comment á. Lên rồi. B9 kèm size kèm số điện thoại. 13, 14, 15 cân. 10, 11, 12, 15, 20 đủ sai. Thanh Phường 9 cân, 14 cân ạ. 9 là 14 rồi. Rồi lấy 9 nha. 9 là 11 14. Cân cho Phương Đoàn. 11 cân cho Phương Đoàn lấy 9 dùm cái lấy số 1 á. 11 con cho Phương Đoàn có.
18 con cho Luân Nguyễn. Luân Nguyễn lấy luôn một ly bạn ơi. Rồi 18 con cho Luân Nguyễn có. 20 cân. Rồi 20 con có. 20 con cho Minh Tú ạ. 20 con cho Minh Tú có. 13 con cho An Nhiên. Lấy số 7 thôi. 13 con cho An Nhiên có. Rồi 13 cân cho NT Diệp Duyên. Rồi NT Diệp Duyên có. Duyên sách 10 cân. 10 cân có. Lê Hoàng Yến ok ạ. Lê Hoàng Yến có. Từ từ để nó đi. Rồi chốt kèm theo số điện thoại cả nhà nha, nên qua mẫu này. 16 cân cho Lùn Dễ Thương. Lùn Dễ Thương có. Chị Đặng Sang ơi, chị có đơn rồi chị nha, chị đừng có lặp được comment giùm em ạ. Đơn hôm qua gọi đi chưa chị, đi rồi em ơi. B9 kèm sai kèm theo số điện thoại cho em nha cả nhà. 11 cân cho Mai Thanh. 11 cân cho chị Mai Thanh. Rồi 12 cân cho Thỏ Trúc. Được rồi chị. Rồi 11 cho Mai Thanh. Điểm số 2 dùm cho ơi. Rồi bỏ xuống 12 cân nữa, số 3. Số 3 nữa Thỏ Trúc. Rồi ok. Ok cả nhà nha. 2 ngày trước chốt rồi chị Thu Nga nha. Rồi B9 kèm sai kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mã kèm sai kèm số cả nhà. Chín cái còn. Chín cái cho Bích Lâm ạ. À. Rồi Bích Lâm có. Còn còn đủ sai cả nhà. 11 ký cho Phong Quỳnh Trâm. Số 2. Rồi 11 cho Phong Quỳnh Trâm có. 15 cân cho Trần Phú. Trần Phú có số 2 đi. Rồi Trần Phú ok. Nguyên sách cả nhà ơi. Em qua mẫu nhanh cho mọi người luôn nha. B9 kèm sai kèm theo số điện thoại cho em ạ. À. Còn đâu? B9. Nguyên sách 109 cả nhà nhé. Cho coi áo khoác trắng, chị chờ em một tí nha. Chờ em một tí cả nhà, bảo 11 gì? 11 cân cho Chi Chi. Số 2. 20 cân còn không? Còn, cứ lấy 20 cân cho Nguyễn Thị Trúc. Rồi 11 cho Chi Chi, 20 cân Nguyễn Thị Trúc. Số 2 với số 7 chị. 2 với 7 rồi ok. 20 cân cho Hương Trà. Rồi số 7 nữa, rồi ok tình yêu. B7 một set 109 chị Bồ Công Anh ơi, 109 nha. 2 số 7 mà, 1 ri mà có 2 số 7 à. Rồi cả nhà nhá, bé trai à, em mới vô đúng rồi, tình yêu đây ạ. À. Nguyên sách ạ. À. Mọi người ơi, lên comment một lần thôi nha. B9 kèm sai kèm theo số điện thoại cả nhà nhá. Nguyên sách 109 sai do trai gái nhà mình từ 8 đến 20 cân. Trai gái đều ok. Trai gái đều ok cả nhà. Mã này trai gái đều ok nha mọi người, không có phân biệt giới tính nha mọi người nhá. B9 kèm sai kèm theo số điện thoại cả nhà nhá. Rồi, có váy 16 cân cho chị Thùy Trang. Thùy Trang có. Ok chị kẹo bông B9 lấy đủ size ạ. À. Kẹo bông đủ size. Rồi, lấy cho kẹo bông 1 ri. Rồi 10 cân cho Lê Hoàng Yến có đơn rồi chị ơi. Ai có đơn được đọc tên rồi đừng có lên mã nữa. Kẹo bông 1 ri. Rồi ok. 10 cân cho Thanh Trúc. Thanh Trúc số 2. Rồi có luôn. Có rồi. 12 cân cho Băng Trinh. Rồi lấy số 2 giùm em với chị. Rồi 12 cân đây. Cái này là gì đấy? Xong chưa? Cái này chốt chưa? Rồi ok. B9 kèm sai kèm 10 số. Cân cho Hoàng Anh. Hoàng Anh, rồi ok. Rồi hết 10 con rồi ta. Còn không? Còn 10 con. Xem lại B9. Xem lại B9 ạ. À. Đây, B9 này cả nhà ơi. 13 con 2 bộ cho Thùy Duyên ạ. À. 13 con 2 bộ. 2 số 3. 2 số 3, rồi ok tình yêu. Không, Quỳnh Trâm ơi, có đơn rồi chị nha. Chị có đơn rồi nha. Lấy 1 số 3 nữa là đủ. Rồi đủ đúng không? Mọi người đừng okay. Comment nhiều lần giúp em ạ. À. B9 kèm sai kèm theo số điện thoại cho em. Nhanh tay em qua mẫu nha cả nhà. Cả set như này 109.000, quá rẻ. 16 luôn. Cân cho Nở Lương. Nở Lương, rồi có. 18 con còn đó. 18 con còn số 6 không? Còn 18 rồi, okay. Cân cho Mai Nhung. Rồi ok chị Mai Nhung nha. 13, 14, 15, 16 con rất là chị nhiều. Chị Thùy Duyên có đơn rồi nha. Ai có đơn em đọc tên có đơn rồi thì đừng có comment nhiều lần nữa. Cả nhà lên được 300 lượt view rồi. Em cảm ơn cả nhà nhiều nhé. Ba lần cho cá nhân và ba lần kẹo bông ơi chốt rồi em. Chị ơi em đọc tên rồi mà chị kẹo bông có rồi nha. Nguyên sách 12 với 18 số 3 với số 6 thì em với chị 3 và 6. Rồi ok chị Jenny Trần nha. Bye bye chị Thùy Duyên ơi, em đọc tên được chốt rồi chị ơi. Rồi, ok còn 14 15 16 con còn 20 cân nha Trang. 19 cân còn 19 con còn 12 con nữa. 14 cân cho Lê Thùy Linh. Lê Thùy Linh. Rồi, có. Cảm ơn chị Hành Su Ca. 3 lần nữa có nhân 3 lần hồi nhóm vẫn còn 80 cân và 20 cân. 8 con cho Lem Lem. 8 con cho Lem Lem. Số 1. 10 cân cho Nga Minh. Số 2 Minh Nga Minh ok. 12 cân cho Trang Trần. Rồi có. Kèm theo sai và số điện thoại cho em là được. Chị Trần Thanh Hằng lên B9 kèm sai kèm số điện thoại trên cùng một dòng ạ. À. 8 cân với 17 cân cho Thảo Nguyễn. 8 và 17 có. Rồi. Vẫn còn 20 cân cả nhà. Em còn mấy set nữa là hết hàng.
14 cân cho Lê Thùy Linh có đơn rồi chị ơi. Lê Thùy Linh 10 cân cho Kim Huệ. Kim Huệ. Chị Kim Huệ lên lại mã giùm em là B9 nha, phải T9 chị nha. Kim Huệ ơi B9 nha. B9 càng sai càng số, vẫn còn 20 con rất là nhiều. 10 cân cho Thư Thư. Hết 10 con rồi, đừng chốt 10 con nữa nha. Không hết Thư, hết 10 cân nha Thư ơi. 12 cân. Còn cho Nguyên Suri. Ờ ok. Rồi 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 cân cho Lê Thanh Hằng. Đó, đó hết 10 con hết nữa, rồi. 10 con nữa. Hết rồi chị ơi. Đừng có bấm. Rồi 13, 14, 15, 16, 18, 20. Nguyên sách này 109.000, nhanh tay em qua mẫu cả nhà nhé. B9. 9 cân còn không? Hết rồi. 13 cân đi lên. 13 đến 20. 13 đến 20 cân. Rồi mọi người ơi, 17 cân cho Thảo Nguyễn ạ. Thảo Nguyễn có. 8 với 17 có đơn rồi, có rồi. Rồi cả nhà nhé, em chỉ còn 13 đến 20 con em qua mẫu. 14 cân cho Trương Mỹ Lợi ạ. Trương Mỹ Lợi có nè, em chỉ còn 13 đến 20 thôi. Rồi cả nhà nhé, nhanh tay hộ em ạ. Mọi người ơi, lên mã dự bị B7 kèm sai kèm số điện thoại B9 nha. B9 kèm sai kèm số điện thoại giúp em ạ. Rồi nhanh tay hộ em nhé, em lên con này xong sẽ chuyển sang bé gái. Mọi người lên mã dự bị B9 nha. Lên con này xong sẽ chuyển sang bé gái cả nhà nha. Rồi cột B9 có nè. Thấy Ngọc Huyền nha. B9 kèm sai kèm số điện thoại cả nhà nha. B9 chỉ còn size 13, 14, 15, 16 và cả 20. Ok, Trương Mỹ Lợi 14 cân có đơn, chị Trương có Mỹ đơn Lợi rồi, nha. Chị ơi, lên con này nhá. Lên có con Quảng Châu này cho các má này. B9 giá 109 nha. 109 các bà ơi. Trời ơi, xuất sắc chưa cả nhà ơi, săn được một cái con hàng tàu chuẩn đét luôn. B9 14 cho Nguyễn Như có chưa? Rồi rồi. Rồi cả nhà nhá, nguyên sách như thế này cho em luôn. 14 cân cho Lê Ngọc Hạnh ok ạ. Rồi cả nhà nhá, nguyên sách như thế này. B9 13 cho San San ok ạ. San San, Lê Ngọc Hạnh à. Lê Ngọc Hạnh 14, ok, bỏ xuống bỏ sai cho khách đi. Rồi cả nhà nhớ nguyên sách như thế này cho em cả nhà ơi. Sơ mi bên cạnh đi chị, chờ em một tí nhá. Rồi ok cả nhà. Thấy chị đặt không chưa em, Trang Trần Ngọc Như ạ. Trang Trần ok ạ, đây cả nhà. Trời ơi mọi người nhanh tay con này nha, con này có ít hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu có mẹ săn được giá rẻ cả mẹ nha. Bỏ ít thôi từ từ lên. 9 với 10 ký hết rồi chị Kiều Diễm, mọi người ơi hết sai rồi, mọi người lên mã B9 dự bị kèm sai cho em. Dự bị tại vì rất là nhiều mẹ không có nghe máy á, mọi người thích con 10 con mà chưa được thì dự bị cho em nha. Rồi con này các mẹ lên đơn của em, mã này là mã B48 ạ. B48 thì sẽ có màu này là màu đen và thì sẽ có màu này là màu nâu. Mã này sẽ là chất kaki tàu, cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhá. Được chưa? Hàng tam mộc như thế này. Các mẹ đi mua thì trừ một cái áo không là 180 rồi. Bây giờ thì xin phép bán luôn cả áo với cả quần như thế này, mọi người nhìn này. Ok chưa? Quần xịn chưa? Đấy mọi người nhá. B48 màu nâu và B48 màu đen. Form size cho trai yêu nhà mình từ 8 cân lên đến 16, 17 cân cả nhà nhá. Nguyên set như thế này em bán cả nhà giá là 1. Thấy chị Nguyễn Thị Trúc ạ. 139 luôn cả nhà nhá. Được chưa? Sỉ bằng lẻ cho em luôn mã B48 này cả nhà nhá. Mọi người ơi, con này B48 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại ạ. B9 là 109 ở trong trường ơi nha. Rồi nguyên set như thế này luôn ạ. B48 nâu và B48 đen, các chốt kèm theo số điện thoại cho em luôn cả nhà nha. Mọi người bỏ lên mã nha. B48 nâu hoặc đen kèm size, kèm số điện thoại. Lên B48 nâu cho chị luôn. B48 kèm màu, kèm size. B48 nâu cả nhà nha. Sách NI Nam đó có xe đại không không chị ơi? Cả sách như này này, mọi người nhìn trai yêu nhà mình mang những cái loại này, hàng tan mộc này, chất cực kỳ đẹp luôn. Thì có nâu và thì có đen, size từ 8 đến 17 con. Nguyên sách này em bán cả nhà giá là 139 thôi. Rẻ số 2, không ai rẻ lại số 1 luôn cả nhà nha. Và like đúng 5 cái like nữa. 5 cái like nữa là đến Tết rồi cả nhà. Nhanh tay hộ em nha, logo sẽ là logo chữ theo nổi như này cho em luôn. Hàng Quảng Châu tan mộc này mọi người yên tâm, một điều là chất cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhé. Một con sơ mi với một quần như này. B48 các mày chốt kèm theo số điện thoại cho em nha. B48 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại ạ. Chạy size 139.000 mọi người 139 nha. 139 cả set, chạy size từ 80 đến 120 mọi người nhé. Rất là đẹp luôn ạ. B48 mọi người nha, kèm theo số điện thoại cho em luôn. B48 nâu 13 ký cho Phương Linh ạ. 13 cho chị Phương Linh. 16 ký cho Tâm Như nâu ạ. Rồi chờ chút nha. 16 cho Tâm Như nâu, 13 cho Phương Linh. Nâu 17 ký cho Đặng Sang ạ. À. Đặng Sang. 9 ký nâu cho Mila. Có. 9 ký nâu cho Milan ạ. À. Rồi từ từ. B48 kèm size kèm số điện thoại ạ. Mã B9 qua rồi mọi người, lên mã B9 dự bị kèm size kèm số điện thoại ạ. Rồi. Còn nâu 11 với 18 cho Mặt Trời Nhỏ. Rồi 11 có cả 18, mở ra bỏ lên nhìn từ từ đã cột. Rồi 11 có cả 18 ok, Mặt Trời Nhỏ. Đen 17 cân cho Ngây Ngô. Đen Ngô 17 con ok, có đâu ạ. Đen 15 cho Phạm Vân Anh. Từ từ chị ơi. 15 con có cả mấy con chị? 17. Rồi. 14 cân cho Vân Anh màu đen ạ. Màu đen có rồi. Không, con khác, Vân Anh khác. Rồi ok.
Nâu 12 và 18 cho Jenny Trần ạ. Jenny Trần 12 với cả 18. Ai được đọc tên rồi thì comment một lần thôi giúp em ạ. 17 cân cho Nguyễn Hoàng Oanh ạ. Màu gì? Nâu. Nâu 17 size 22. Ok. B 48 nguyên sách chỗ này cả nhà. Nâu 18 cân cho Thúy Trần ạ. Rồi, không chốt 18 nữa chị. Còn 16 cân đủ luôn. Nâu 15 cân cho Trần Phú. Trần Phú có. Thấy chị Lê Liên ạ. Rồi, còn nữa đó. B 48 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại nha. Thấy Vân ướt ạ. B 48 kèm màu mọi người nha. Mọi người thêm kèm màu giúp em ạ. 12 và 18 cân màu nâu cho Trang không Trần. Không có, không có 12 và 18 nữa. Còn 18, hết 18 rồi, còn lấy 15 cân thôi. Hết 18 rồi Trang Trần ơi. 8 đến 15 cân. Nguyên sách 139. Nâu 11 cân cho Ngân Ngân. Ngân Ngân có. Sách Burberry còn chị nha. Burberry chị lên mã lại giúp em ạ. Đừng có chồng. Mã đen chị ơi. Rồi mọi người nhớ chốt kèm số B48 nâu và B48 đen. Cả sách em bán ở nhà giá 139. 139 cả sách hàng tao mọc như này mọi người nha. Đấy không phải lúc nào cũng mua được hàng rẻ cả nhà nha. 14 cân màu đen cho Thanh Thúy. Thanh Thúy có 110 ạ. Trần Thanh Hằng ơi, lên số cân trên cùng một dòng giùm em nha. B4 tấm nâu kèm size kèm theo số điện thoại. B48 đen. Nâu 11 cân cho Ngân Ngân. Ngân Ngân có 90. Rồi ok. 2 bộ 12 cân màu đen cho anh Đào. 90 rồi ok tình yêu anh Đào nhé. B48 kèm size kèm số. Lại 15 hôm trước cân cho Phương Dung màu nâu. Màu nâu 15 cân. Rồi. 13 cân nâu cho Nguyễn Ngân. 13 cân cho Nguyễn Ngân. Ok. Thanh Hằng ơi lên số cân ạ. Nguyên sách như này cả nhà 13 nhé. 13 cân nâu cho Dung Nguyễn. Dung Nguyễn có. 10 cân nâu cho Yên Phụng. Rồi Yên Phụng có. Rồi sắp hết rồi cả nhà ơi. 8 cân màu nâu cho Ngọc Hà. Ok mọi người. Rồi cả nhà nhé. Còn chừng này nó là hết. Còn. 10 cân nâu cho Út Thảo. Rồi có. Rồi còn này nữa cả nhà ơi, nhanh tay hộ em là B48 kèm size kèm số, giá là 139. Cân cho Ngân Ngân. Ngân Ngân 90. Rồi ok ạ. Đen 11 cân cho Thu Kiều. 90. Rồi cho em một tí nha chị Thu Kiều ơi. 11 cân. Hàng Quảng Châu nó chạy size hơi khó một tí cả nhà, chờ em một tí nha. Thấy chị Phường Trần nha, nâu 9 ký cho Thanh Mẫu Trần. Rồi ok. 10 ký nâu cho Trần Thanh Hằng. Rồi bây giờ là đọc sai thôi, đừng có đọc nữa nha. Còn Thanh Hằng đang treo. Còn lấy 16 cân ạ. 12 cân nâu. Còn 12 cân nâu cho Thoa Trương. Rồi ok ạ. 17 cân nâu. Còn 17 cân nâu cho Nguyệt Em. Rồi ok. Chị Trần Thanh Hằng ơi có đơn rồi chị nha. Chương trình B48 màu nâu với màu đen size 14, 16, 8 và 17 ạ. 14 màu nâu hả? Nâu đen luôn. 14. 14 16, 8, 17. 14, 16. Rồi, được 14 với 16 thôi. 8, 17. Nguyên xét chị Nguyễn Thủy ơi. Rồi, ok, chị Trang Trần nha. Nâu 13kg cho Phùng Thanh Thùy. Rồi. Đọc sai trước, đọc tên khách sau để chị hết đường khách là hết được tốt. Rồi 12 con đến 14 con nâu là hết. Em qua mẫu cả nhà nhé. Qua bé gái cả nhà nha. Xong lên vết đen ok. Bây giờ sẽ lên bé gái cả nhà nhé. Nâu 8 ký còn không? Nâu 8 con hết ạ. Còn đen thôi. B48 quá xuất sắc. Các mẹ ơi không phải lúc nào cũng mua được những cái hàng xuất sắc này thôi. Nguyên set 139. Mọi người đi mua một cái quần kaki như thế này, người ta bán cho các mẹ 139.000 là được rẻ, giá rẻ rồi đó. Được chưa cả nhà ơi. Bây giờ cả sơ mi luôn mọi người nhìn. Nhìn kỹ của em cả con sơ mi như thế này cho em này. Với cả quần mà chỉ có 139.000 hàng Quảng Châu cao cấp. Cố gắng chia sẻ cho em 3 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm để không bị ẩn comment cả nhà nha. Được chưa? 14 cân màu nâu. Còn cho Ngọc Hà 14 cân nè, màu nâu ạ. Rồi. 11 cân nâu. Còn 11 cân cho Phan Trang ạ. Rồi. Còn 13, 14 con. Quá đẹp luôn á. Các mẹ suy nghĩ chần chừ là hết 13 hàng. 13 cân màu đen cho An Nhiên ạ. An Nhiên. Rồi. 100. 14 màu nâu. Còn 14 màu nâu cho Cẩm Nhung Huyền nhỉ. Rồi ok chị Cẩm Nhung Huyền. Cả set luôn mọi người nhé. Quá rẻ luôn ấy. 12 cân nâu còn. Hết rồi. Rồi cả nhà nha. Like hôm trước em gọi rồi chị ớt không cay ơi. Rồi cả rồi cả nhà ơi. Nhiều đơn không nghe máy với cả thuê bao với cả chồng bắt máy lắm mọi người nha. Cho số điện thoại mình đi ạ. Đặt hàng cho số điện thoại. Hết rồi. Nâu còn 13, 14 cân. Đang còn đủ size. Chúc hình số điện thoại cho em luôn ạ. Nâu 13 cân cho Phùng Thanh Thùy có đơn ạ. Ok thì Phùng Thanh Thùy. Sách, mọi người ơi, ai được đọc tên rồi thì comment một lần thôi giùm em ạ. Lên con vest cho cả nhà nha. Nâu 13 rồi, ok. Rồi còn đen với con một size nâu 14 con cuối cùng ạ.
Cho em coi bộ áo sơ mi bé trai có cái nơ đi. Ok, tình yêu chờ thêm xíu, cái gì thì cũng like hết 3 lần nữa nhân 3 lần nhung để không bị ẩn comment nha. Like cho cả nhà một cái xích vest xịn xịn như này của bé gái nha. Ôi, rất là nhiều mẹ kìa. 10kg cho Huế hốc khách à. Huế hốc khách 10 cân. Rồi chờ em xíu nha chị Huế ơi. Mọi người, cái nào báo hết size thì mọi người lên mã dự bị nhé. B48 kèm màu, kèm size, kèm dự bị. Đúng rồi, dự bị đi cả nhà. Rồi. Rất là nhiều mẹ không có nghe máy đâu. Chồng bắt máy. Đen 17 cân con đó. Đen 17 rồi. Đen xíu còn. Đen 17 cân cho Thảo Nguyễn ạ. À. Ôi, một cái set đồ quá là xuất sắc luôn các mẹ nha. Được chưa? Quá đẹp luôn á. Rồi. Nhanh tay hồi em cả nhà ơi, còn ít set nữa thôi. Còn một set nâu 14. Cả đen từ 10 à. Nâu 14 cân cho Lê Thùy Linh. Rồi em thấy hà, cảm ơn cả nhà. Bây giờ dự bị cho em B48 nha cả nhà nhé. Mọi người lên mã B48 dự bị còn đen màu thì còn thì mày nha. Hàng Quảng Châu thì quá còn là còn xuất màu sắc. Đen mọi người nha. Ai ưng màu đen thì lên mã là đen B48 ạ. À. Trời ơi nó đẹp quá các má ơi. Nguyên một cái set váy xịn như thế này, hàng hai lớp toàn bộ mọi người nha. Chân váy có 100. Chị Trang Lucky nha. Chị ơi màu nâu hết 11kg rồi, còn màu đen thôi chị Trang Lucky ơi. Còn màu đen cả nhà nhá, còn màu đen ạ, à, chuyển sang đen cho em hoặc là nâu dự bị, và nâu dự bị. Hôm qua tất cả các mẹ có đơn dự bị đều có đơn luôn á, tại vì mọi người không nghe máy á, là chuyển sang hết cho các bà dự bị luôn á. Rồi mọi người đen nhá. Đen 10 cân. Đen 10 cân à, còn. Đen 10 cân cho Tú luôn nè. À. Rồi. Mọi người cứ lên mã dự bị màu nâu đi ạ. À. Đen thì còn 13, 14, 13, 14 với cả 12, 12, 13, 14. Đang còn 12, 13, 14 với cả một con. Mọi người có lên mã dự bị kèm màu mọi người nha. Có thằng này thôi hả? Mấy chị Trân Trân à. Rồi để đó từ. Trâm Trương ơi lên màu đi Trâm Trương ơi. Rồi con này cả nhà lên đơn hỏi em bé gái nè. 12kg màu đen còn. Bé gái nó hết rồi, anh hết rồi chị. Còn lấy 14 con, 12 đến 14, 10 đến 14 con. Rồi ghi mã hàng cho em con này, một cái set váy rất là nhiều mẹ hỏi thì ghi sáng này. Được chưa? Ok chị Trang Lucky ạ. À. Thị trường đang bán cái váy này là 189.000 đó, cứ vào nhà thi là mua được giá rẻ, không kèm áo bên trong nha. Một khoác váy cho bé váy gái nhà mình à. Một chân váy có quần trong, hai túi hai bên. Lên đơn hỏi em mã G78 dự bị cho em đi nha. Dự bị các em nghĩ là các mẹ dự bị thường là được quý mua hàng hay sao á, mẹ nào dự bị cũng có đơn luôn. Cố gắng dự bị cho em nha. Rồi lên đơn hỏi em con này là G78 nguyên set cho bé gái nhà mình từ 13 cân. Con này thì nhận sai từ 13 con à. Lên đến 32 con G78 nguyên set cả nhà nha. Cả khoác vest với cả chân váy, váy có quần trong như này. Tặng cả mẹ giá 109. Thấy NT Kim Ngân nha. Em thấy 109 mọi người nha. G78 nhanh tay hộ em cả nhà nha. Váy này mọi người nhá, mọi người có thể làm khoác cho con cũng được luôn, hoặc là phối chân váy với áo khác cũng được luôn. Cái này không kèm áo bên trong. G78 kèm size kèm số, cả set như này em bán cái mẹ giá 109 thôi cả nhà nha. Rẻ số 2, không ai rẻ lại số 1 luôn. Thị trường bán 189.000 nữa cả nhà. Các mẹ nhá, rất là dễ thương luôn, rất là dễ mang. Cái màu này cực kỳ sang nữa. Chốt kèm số cho em mã G78 thì có size từ 14 cân, 13, 14 con đến 32 con các mẹ nhanh tay. Túi sẽ là túi thật luôn các mẹ nha. Được chưa? G78 G78 kèm size kèm số điện thoại nguyên set 109 ạ. À. Mọi người lên mã đúng ạ. À. Không kèm áo bên trong nha các mẹ ơi. Để ý hộ em là không kèm áo bên trong G78 ạ. À. Từ chị ơi đừng chắc luôn, rất là khó lấy size lắm. Chắc từ từ đi. G78 kèm size kèm theo số điện thoại cả nhà nha. Mọi người chốt đúng mã. Comment một lần trên cùng một dòng dùm em mà đừng comment nhiều lần lặp đơn nha. G78 14 cân cho Phương Linh. Phương Linh có. Đấy, tiền số 1 19 cân. Tiền số 1 giùm em đó, 19 con có. Rồi. Có kèm theo size số điện thoại cho em ạ. À. G78 kèm size kèm em số. Em thì như riêng 28. Ờ à, đúng rồi, cái lấy đi, cái lấy em biết cái này rồi. 22 này. Số 1 mà 28 à? Ờ, ờ rồi ok. 9 à, 14 con ok chị yêu ạ. À. 19 cân cho Trương Thị Thu Yên. Trương Thị Thu Yên số 6 chị, tiền số 6 đi. Rồi ok, Trương Thị Thu Yên có 20 đâu. Cân. Không phải. Thấy Mai Yên Nguyễn nha. G78 cả set cả nhà này. 14 cân cho Thảo Nguyên. Số 2. Rồi ok tình yêu. 23 cân có. Có, cái này đến 32 cân. 23 cân cho Nguyễn Thị Thúy Tiên. 23 cân cho Nguyễn Thị Thúy Tiên. Ok. 14 cân cho Mặt Trời Hoa. Mặt Trời Hoa số 2 chị tìm. Ai được đọc tên rồi thì đừng comment nữa mọi người nha. Rồi cả nhà nha. G78 kèm 20 cân cho Lùn Dễ Thương. Lùn Dễ Thương số 5. Rồi. Số 2 lấy số 2 đi. 20 cân cho Trần Thị Tứ. Trần Thị Tứ có. Mọi người lên mã G78 kèm số ký kèm điện thoại trên cùng một dòng ạ. À. G78 14 với 25 cho Hằng Nguyễn. 14 với cả 25. Hằng Nguyễn. Ok. G78 đủ size cho kẹo bông. Đủ size cho kẹo bông.
Rồi kẹo bông này. Kẹo bông. Rồi ok kẹo bông rồi đó. 26 cân cho Lê Thùy Linh. Lê Thùy Linh 26 có. 14 cân cho Linh Ruby. Linh Ruby có. Lên mã 14 8 đâu dự bị dùng em chị Mỹ Nhung ơi. 15 cân cho Đoàn Thu. Đoàn Thu số 3. Số 3 rồi có. Chị Trương Thị Thu Yên ơi, có đơn rồi chị ạ, đừng có comment nhiều lần giúp em ạ. G78 nhanh tay của em. 20 cân cho Lê Hiền. 20 cân cho Lê Hiền có. Đánh 32 cân cả nhà ơi. Trinh Nguyễn 19 cân. Rồi có. Từ sai bao nhiêu đến 32? 14 đến 32 con. Nguyên sách 109 cho khách luôn. Chân váy có quần trong, hàng cực kỳ đẹp luôn ạ. G78 kèm size kèm theo số điện thoại nhanh nhanh qua mẫu cả nhà nhá. 18 cân cho Vân Anh ạ. Số 5. Từ đó cậu trong lai đã cậu. 18 cho Vân Anh số 5. Số 5 rồi có. Thế gì Hoàng Trinh nha. Cái này nó chạy size kỳ. Trinh Nguyễn 19 cân ạ. Số 5 luôn đi, số 5. Số 5 số 6. 24 cân cho Thanh Truyền. Rồi ok Thanh Truyền số 7. 14 cân cho Trần Phạm Hà My. Số 2. Ok Trần Phạm Hà My. Chị Linh có. Ruby có đơn rồi, ai có đơn đừng comment nhiều lần giúp em ạ. 25 cân cho Bình An. Bình An có. Từ đừng bỏ lần. Mọi người comment một lần thôi nha. Rồi em còn những lần xét nữa thôi cả nhà ơi. Có 32 cân nữa ạ. 17 con đi lên ạ. Còn 17 con đi lên. Chốt kèm theo số điện thoại cả nhà nha. Còn 13 cân nữa ta. Còn 2 con 13 cân này. Ủa là số 1 mà. Mọi người comment nhiều lần quá mọi người ơi. Mọi người comment một lần là có đơn rồi, lạc đơn quá. Em không thấy comment của những người khác ấy. Rồi em qua mẫu cả nhà nhá. G78 nhân tay của em mặc nguyên set em bán mẹ giá 108.000 quá rẻ. Lên một lốt một mã bé gái nữa. 32 cân cho Hường Trưa nè. Ok ạ, lên lốt một mã bé gái xong chuyển sang trai. À lên trai xong sẽ lên gái cho em một tí nha cả nhà. Lốt đơn nhớ là kèm theo cả số điện thoại. Chị Trinh Nguyễn ơi có đơn rồi, mọi người có đơn rồi đừng comment nhiều lần nè. Em nhắc đi nhắc lại rất là nhiều rồi ấy. Hôm nay một lần là có đơn cả nhà nha. Rồi cả nhà ơi, con này cực kỳ đẹp cả nhà ơi. 18 cân cho Nguyễn Diệu Hiền. Ok, okay. Nguyễn Diệu Hiền nha. Rồi con này cả nhà nhanh tay hộ em lên mã này đi, xong sẽ chuyển sang bộ vest ạ. À. Bộ vest có size nhí chứ ơi. Chị Ánh Mai ơi, G78 là cái bộ 109.000 chị nha. 109 nguyên set ạ, à, không kèm áo trong mọi người ơi. 13 cân còn không em? 13 cân còn. 13 cân cho chị Thúy ạ. À. Rồi ok, bây giờ em còn 16 cân đi lên ạ. À. 28 cân 2 bộ cho Nguyễn Thị Trúc ạ. À. Rồi ok chị Nguyễn Thị Trúc. Rồi còn từng này nó hết hàng cả nhà ơi. Chị Thạch em ơi, chị muốn lấy hai mẫu đó thì chị coi mình dự bị giúp em nha. Có ít thôi cả nhà nha. Thấy Lê Hiền ạ. À. Sếp này xinh quá. Sếp Nguyễn này Hiền 28 cân ok ạ. À. Ok chị Nguyễn Hiền nha. Rồi G78 kèm size kèm số em còn size cho bạn nhỏ tầm 25-26 cân. 109 chị Nguyễn Trâm ạ. À. Thấy chị Bình An ạ. À. Trời ơi đẹp quá, mọi người lên màu con này luôn này. 15 cân cho tiệm bánh Suri ạ. Hết 15 ạ. À. Hết chị tiệm bánh Suri nha. Con này em còn size 16 con ạ. À. Với cả một con hai hết rồi ạ. À. Em 32 dự bị đi. Rồi mọi người dự bị cho em nhé. Rồi mọi người lên mã dự bị G78 kèm dự bị kèm size kèm số điện thoại ạ. À. Trời ơi đẹp chưa cả nhà ơi. B19 áo sơ mi trắng đi chị ơi. Chờ tờ chị lên hết luôn á. Cái gì chị cũng lên có sơ mi trắng này. Hôm nay sẽ có vest nè, có rất là nhiều. Em sẽ lên đùi cho mọi người ở các mạng miền Nam trước nha. Con này là mã hàng B19 thì sẽ có màu xanh, một con áo gấu mochino. Mọi người nhìn ngoài đẹp chưa này. Thêm cả quần bò rất là mềm. B19 xanh, B19 vàng và B19 đen. Cả set như này em làm giá cho cả nhà cực kỳ rẻ luôn nha. 107 size cho bạn nhỏ từ 8 đến 20 cân. B19 xanh này. B19 nhà thi sẽ có màu vàng và B19 nhà thi sẽ có màu đen. Nguyên set 107 cả nhà nhá. 107.000. Các bạn nghe giá hộ em nha, xỉ bằng lẻ cho em luôn cả quần bò như này với cả áo mà chỉ có 107. Quần bò siêu mềm, áo này sẽ là áo bóng chày nổi như này luôn các bạn nhá. Rồi lên mã hàng cho em là B19 xanh, B19 vàng, thích màu nào lấy màu đó cho em là được ạ. B19 đen, cả set 107.000 cho thi luôn được chưa cả nhà ơi. Nhanh tay hộ em mới được con này. Con này đang cực kỳ hot ngoài thị trường luôn ấy. Một con áo mochino với cả quần bò mềm ý. Ok chưa cả nhà ơi. B19 kèm size kèm số, thì có vàng, thì có xanh và thì có đen. Cả set 107 thôi. B19 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Trời vàng, ơi. Đen, xanh ạ. À. 107.000 các bạn nha. Nhanh tay hộ em là B19 ạ. B78 còn size 23 hả? G78 còn size 23. G78 size 23 con cho chị Vân Hoàng ok chị mà nha. Mà xíu nha, em lên mã B10. Em bỏ đi. B19 nha, mà mọi người lên mã B19 nha. G28 lên mã dự bị nha. B19 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại ạ. À.
Rồi có mấy nhanh tay rồi. E19 vàng xanh đen kèm size kèm số điện thoại giúp em trên cùng một dòng ạ. À. Ai có mọi người có mình một lần thôi nha, đừng có mình nhiều lần giúp em nha. Em chỉ có mỗi màu máy xét thôi, B19 kèm size kèm số. B19 đen 17 cân cho chị Ngây Ngô. Em bỏ đi. B19 17 cân cho chị Ngây Ngô có. Nhà em hết kính rồi chị Đào Lê ơi. Nguyên xác đẹp ạ. À. Nhanh tay hộ em mọi người nha, có chỉ 107 thôi. Có chị em in like có bán tại shop nhưng mà sáng giờ like ra giúp em ạ. À. Rồi, cho kèm số luôn chị. Xanh 20 cân cho Nguyễn Thị Trúc. Rồi ok giờ Nguyễn Thị Trúc. 10 cân xanh cho Lê Linh. Lê Linh có. Thấy chị Hoàng Thu ạ, à, xanh 13 cân cho Nguyễn Ngân. Nguyễn Ngân có. Đen 10 cân cho Nguyễn Hằng. Đen 10 cân cho Nguyễn Hằng. Xanh 12 cân cho My Lan. Tiếp tục em. Rồi xanh 10 cân cho My Lan. 12 cân em. Xanh 12 à? Rồi ok. Dự bị B48 nâu cho chị Trang Trần ok ạ. À. Xanh 20 cân cho Dương Thùy. Rồi ok. Xanh 9 cân cho Lê Thuận. Lê Thuận ok. Đen 12 cân cho Trang Bơ. Hết rồi cả nhà nhanh tay hộ em nha. Đen 12 mọi người lên mã B19 kèm màu kèm size giúp em ạ. À. Bỏ qua đi. Nguyên sách, nguyên sách. 8 cân màu xanh. Có, cho đi. Bằng 8 cân xanh cho Hồ Thi. Rồi ok chị Hồ Thi cả sách cả nhà nha. 8 cân còn không? Chốt đi chị. 8 cân cho Trương Gấm màu xanh ạ. À. Rồi ok, đang kê. 10 cân. Xanh 10 cân. Xanh 10 cân. Có, rồi ok. Xanh 10 cân cho Hoa Như. Rồi hết 10 cân rồi nha. 17 ký đen cho Ngây Ngô phát đơn rồi chị ơi. B19 kèm size kèm theo số điện thoại cả nhà. Ai được đọc tên rồi thì comment một lần thôi giúp em ạ. À. Có vàng mọi người nha. Có đen. Xanh 15 và đen 10 cân cho Sinh Lê. Xanh 15. Xanh 15 đen 10. Đen 10. Đen 10 em. Rồi số 1. Ok, nguyên set cả nhà nhá. B19. Chị Ngọc Như ơi lên số ký giùm em mới nhặt size được chị nha. 107 nha, em sẽ qua cho cả nhà. Có mail lên số ký giùm em ạ. À. Ờ nguyên set 107 đi bán. Đen 10 cân cho Nguyễn Hằng. Số 1 và số 2 cũng được. Rồi ok chị Nguyễn Hằng nha. 16 cân màu xanh cho Nguyễn Phan Yến Nhi. Nguyễn Phan Yến Nhi 16 ok. Thấy chị Hoàng Thu ạ. Đã xét ạ. 15 ký màu vàng cho Phạm Loan. Phạm Loan 15 cân màu vàng. Rồi ok chị. Đen 11 cân. Hả? Đen 11 cân đó. Đen 11 cân còn số 2. Đen 11 cân á. Rồi chốt kèm theo số điện thoại cả nhà nha. Nguyên sách như này cho em luôn. 15, 19. Rồi xanh 15, 19. Đen 11 cân cho Trúc Diền ok. Xanh 15, 19 cho Kim Ngọc. Xanh 15, với xanh số 7 nữa 19. Rồi ok cả nhà. Chốt kèm theo số điện thoại. Vàng 8 cân cho Ngọc Hà. Rồi 8 cân cho Ngọc Hà có đang sale ạ. 8 cân màu vàng còn nữa. Tiếp tiếp. Vàng 8 cân cho Hồng Đào. Ok. Rồi. Đen 10 còn không? Đen 10. 10 với 18. 10 với 18. Số 1 với số 7 có không em? Số 1. Hả? Rồi ok, số 1 đang treo. Rồi ok cả nhà nhé. Ok, chị Liên Sang Trương 10 và 18 màu đen ạ. À. Đen 12 cân. Còn. Ok, có rồi, có rồi. Rồi cả nhà nhé. Nhanh tay em qua mẫu vest cho cả nhà xem xong sẽ lên bé gái. Vàng 12 cân cho Cẩm Vương. Vàng 12 cho Cẩm Vương có. Rồi. B10. 13 cân màu vàng cho Lý Cẩm Thu. Ok chị yêu. Cả set. B19 kèm màu ạ. À. Cả set 107 ai bán được cả nhà ơi. 16 cân màu đen. Rồi có. Ok chị Linh Phương Nguyên ạ. À. Rồi ok chị Linh Phương Nguyên ạ. À. Vàng 8 cân là ok có rồi. Vàng 16 cân còn. Ok chị Búc Phạm 16 cân vàng ạ. À. Rồi ok cả nhà. Rồi còn mấy bộ nữa cả nhà ơi. 14 cân màu xanh. Còn. Xanh ok Nguyễn Như Hàng 14 cân ạ. À. Rồi 14 được rồi. Rồi cả nhà nhanh tay hộ em nhé. Em qua mẫu ạ. À. Nguyên set cả nhà nha. Xanh 15 cân. Còn cái chốt đi. Ok chị Bích Phương ạ. À. Rồi ok cả nhà. B19. B19 kèm màu kèm size ạ. À. Trên tay của em cả nhà nha. Đây bé gái sau chuyển sang bé trai. Rồi. Còn số 1 nha, B19 xanh còn 10 con. B19 chị Diễm Chi ơi, lên số điện thoại giùm em nha. Hello chị Ngọc Như, hello chị Ngọc Hà, cả nhà vào chia sẻ like đi. B19 màu vàng 12 ký cho Thoa Trương. Thoa Trương 12. Thấy Hoàng Thu ạ. Rồi cho em xíu cả nhà nhá. Rồi ok chị Thoa Trương, màu vàng cũng còn 10 con nha. Rồi lên con này cho cả nhà xong sẽ chuyển sang vest. Hôm nay có quá nhiều mẫu luôn cả nhà ơi. Mọi người ơi comment một lần thôi giúp em ạ. B19 kèm size kèm theo số điện thoại. B19 xanh 14 cân. Rồi. Ok Duy Phương đủ ạ. Chị không cần nữa. Rồi ok cả nhà. B19 kèm size kèm theo số điện thoại. 18 cân màu xanh có. 18 cân xanh còn ạ. Em xem được cả nhà. Còn. Ok chị Mai Nhung ạ. Rồi ok chị Mai Nhung. Rồi 18 cân màu số 1 ấy. Hello Bùi Huỳnh Minh Minh.
Vác váy tay cho cỏ mây à. Bàn 9 ký có cỏ mây nha. Vác váy tay cho em tím lên, vác váy gái xong thì chuyển sang vác váy tay cả nhà nhá. Thấy ánh tuyết nha. Rồi còn máy xách nữa cả sang nhà ơi. 14 ký. Đó. Cho Trân Trân à. Trân Trân 14 ạ. Ngọc Như xanh 14 ký ạ. Rồi ok luôn ạ. 13, 14, 15, 16. 8, 10 con xanh còn không? Còn. Rồi, cả nhà nhanh tay hộ em nha. Xách xanh lá sau bộ B19 lên cho chị. 20 ký mang được. Chưa em. Xanh 20 ký còn số 7 không? Hết rồi. Rồi cả nhà nhanh tay hộ em B19 ạ. Xanh 9 ký còn. Ok chị Diễm Chi ạ. Xanh 20 ký còn. Xanh 20 con còn. Rồi, lên con này cho cả nhà. 28 cân cho chị Mai Nhung ạ. Mai Nhung số 7. Rồi ok cả nhà nhá, qua mẫu nha. Các mẹ có dự bị cho em đi ạ. Số 7 mang 9 ký màu vàng. 9 ký màu vàng. Rồi. Ok Trần Hoài có đơn ạ. Rồi ok cả nhà. Rồi, qua mẫu cả nhà ơi, lên con này đi ạ. B19 các mẹ không chốt được rất là tiếc luôn, nguyên set chỉ có 107 là em bán tương tác đầu like. Được chưa? Người ta bán các mẹ giá 149.000 đấy ạ. Rồi lên con này mọi người nhá, con này nguyên set luôn, không phải là không cài máu bên trong, lúc nãy vết hồng mà nó không cài máu. Còn cứ chốt đi. Ok, đen 15 ký cho Big Phương. Ok. Cả set luôn. Cả xanh 10 ký còn không? Còn. Ok, chị Tú luôn nè. Rồi, xanh vẫn còn 80 con đó chị. Còn một con 80 con. Nguyên set, nguyên set. Diễm Chi ạ. Comment nãy giờ không gọi tổng cho mình. Ờ, xanh vẫn còn 2 con 80 con. Rồi lên con này cả nhà ơi, nguyên set cao cấp như thế này luôn, xong sẽ lên vách bé trai cả nhà, không vách bé trai. 17 20 con. Không. Còn 10 đến 16 con. Xanh 11 cân. Xanh 11 con. Ok chị Kim Nga. Rồi ok. Rồi còn máy set cuối cùng các bạn nhanh tay hộ em, B19. Rồi con này nha tình yêu ơi, con này cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi thấy em không, trăm trương. Mọi người chia sẻ like 3 lần thôi nhưng mà 3 lần hội nhóm để không bị ẩn comment mọi người nha. Được chưa? Chị Ru Thi Giang à. Em thấy mọi người nhưng mà mọi người comment một lần thôi ấy, tại vì comment nhiều quá em không thấy đơn của những người khác ạ. À. Thấy Phạm Thụ không? Lướt lan lướt xuống chứ đâu. Đó. 9 ký cho Ân Vi. Rồi ok Ân Vi, 9 ký. Ân Vi 9 con. Cho em xem máy xét đồ giày bé trai 18 có cả nhà, chờ em tí nha. Khách cứ comment lại đi sẽ có đơn hết ạ. Đen 17 cân cho Phạm Thụ. Đen 17 cho Phạm Thụ. Ok Phạm Thuần ạ. Số 6, số 7 đen. Xanh 12 ký cho Trâm Trương. Có luôn. Trâm Trương ok. Phạm Thụ ok. Xanh 13 ký. Xanh 13 có luôn. Ok Trinh Mộng ạ. Trinh Mộng có. Mọi người comment nhiều quá nên là mọi người ở sau là em thấy lướt hơi bị chậm ấy mọi người. Comment từ từ là sẽ được hết cả nhà ơi. Rất là rẻ luôn ý. Xem săn hàng đẹp giá rẻ các mẹ từ từ, rất là nhiều mẫu nữa, hơn 30 mẫu các mẹ từ từ nha. Lên con này cho em mã G12. G12 cả nhà ơi, nguyên một set dạ chân váy cấu quần trong này. Bé gái nào chưa săn được set dạ cho con thì săn ngay mọi người nhé. À, chia sẻ 10 lần có rồi đó. Em cảm ơn chị Trâm Trương nha. Thấy comment em không chị ơi, thấy chị Huỳnh thì Cẩm Tiên ơi. Set vách bao nhiêu vậy chị, từ từ em sẽ lên vách tay cho cả nhà. Vách tay nó về cực kỳ hiếm luôn cả nhà ơi. À, xách 3 món ghi lê bò đi bạn. Ok cả nhà, hôm nay về số lượng lớn. Xách 3 món ghi lê bò, các mẹ cứ từ từ chốt. Hôm nay mẹ nào cũng có đơn luôn ấy, thật luôn á mọi người. Nguyên xách dưới này mọi người nha. Lên đơn của em mã G12. G12 nha, em sẽ gồm một chân váy dạ. Các mẹ nhìn kỹ của em chân váy dạ. Còn xanh 12 ký ok chị Ánh Tuyết ạ. Mọi người có comment một lần dùm em nha. Rồi con này lên đơn của em mã hàng G12. Nguyên set cho gái yêu nhà mình từ 8 cân lên đến 22 cân cả nhà, nhìn hộ em kỹ hộ em một xíu nha. Chất cực kỳ đẹp mọi người, nhìn cái cúp này. Đấy, cái cúp này các bà đi mua một cái cúp như thế này không, người ta bán cho các bà mười mấy nghìn rồi á. Cả set như thế này luôn cho em nha. G12 một khoác vét dạ như thế này, thêm một áo giữ nhiệt dài tay bên trong với cả chân váy cấu quần trong, mã hàng G12 gái yêu nhà mình từ 8 đến 20 cân. Form size từ 8 đến 20 cân, mã hàng G12 cả set bán cả nhà giá 148.000. G12 148.000 cả nhà nhé. Từ từ em sẽ lên hết những mặt hàng phía sau cho cả nhà luôn. Cái gì cũng lên hết cả nhà. Trai 1 và gái 1, tức là em lên bé trai xong em sẽ lên bé gái, xen cả như thế để các mẹ có bé gái cũng có thể mua được hàng. G12 từ 8 đến 20 cân có ít thôi, em bán cả nhà nguyên set giá là 148.000 mọi người nhá, kèm áo bên trong luôn á. Định bán các mẹ nguyên con này là 179 nhưng mà thôi chia sẻ cho mọi người đúng cú pháp G12 chứ không phải G14 nha. Càng chia sẻ like nhiệt tình thì càng bán rẻ cho cả nhà. G12 chia sẻ 3 lần cho các nhân 3 lần hội nhóm để không bị ẩn comment cả nhà nha. Được chưa? Muốn không bị ẩn comment cứ comment cho em đúng 3 lần cho các nhân và 3 lần hội nhóm mà hàng G12 ạ. G12 em bắt đầu chốt là G12 10 cân cho Cẩm Vân. Rồi ok chị Cẩm Vân ạ. Mọi người cho comment một lần thôi nha. Comment một lần là xong thì sẽ nhanh qua mà. 12 14 cân cho Hoa Su Su. Hoa Su Su có.
Nhanh tay hồi em vừa 12. 9 cân cho Thi Thi. Thi Thi 9 cân. Ok Thi Thi ạ. Em xem còn 9 cân rồi. 20 cân cho Trần Thị Tứ. Trần Thị Tứ có. Mã B19 qua rồi mọi người, lên mã dự bị B19 kèm màu kèm size ạ. Chị Kim Nga ơi, chị chốt được một bộ rồi chị nha. G12 kèm size kèm số. G12 26 cân cho Thuận Thuận. Không có, 8021 cân. 17 cân cho Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm ok. G12 kèm size kèm số, xong sẽ qua vách bé tay cho cả nhà luôn. Một trai một gái cả nhà ơi, hôm nay có hơn 20 mẫu. 20 mẫu cả nhà, mẹ nào cũng có hàng để cho con. Chị Nguyễn Trâm ơi, có đơn, ai có đơn rồi thì con mình một lần thôi ạ. 18 với 20 cân cho Ân Vi. Ân Vi 18 với cả 20. Rồi cho chị một chồng đi. 15 cân cho tiệm bánh Suri. Tiệm bánh Suri ok. 16 cho cân cho Hà Thị Hiếu. Rồi ok. 10 cân Hiếu Nguyễn. Ok ạ. Rồi đang theo 10 cân Hiếu Nguyễn ạ. G12 kèm size kèm số điện thoại, chị dâu tay lên lại mã giùm em nha. 10 cân còn không? Còn ạ. 10 cân cho Xuyến Lưu. Rồi, Xuyến Lưu số 1 không? Rồi đây số 1, ok tình yêu. 12 cân cho Thu Hiền. Ok chị Thu Hiền. Nhân tay hỏi em 3 lần thì có nhân 3 lần hỏi nhóm ạ. Hello chị Bùi Hòa Thu nhá. Xem vết đen từ từ em lên xong con này em sẽ lên. 12 cân cho Trương Gấm. Trương Gấm. Rồi chờ em xíu nha cả nhà. 18 cân cho Nguyễn Hiền. 12 con cho Trương Gấm ạ. 18 cho Nguyễn Diệu Hiền. Nguyễn Diệu Hiền có. G12 kèm size kèm số. 13 cân cho Hồng Nga. Hồng Nga có. 13 cân cho Bùi Hoài Thu. Bùi Hoài Thu có. Bùi Hoài Thu chị thấy em mà, thấy chưa? 16 cân cho Ti Ti. Mọi người cứ comment một lần là em sẽ đọc nhanh qua mã mọi người nha. Comment nhiều lần là không được đâu ạ. 16 con cho ai? Ti Ti rồi ok. Ti Ti có. Cái này là số rồi hả? 18 cân cho Ruby Hằng. Rồi hết 18 rồi. Chốt kèm theo số điện thoại cho em cả nhà nha. 12 đến 15, 16 con ạ. 9 cân còn nữa. 11 con đi lên ạ. 11 đến 16 con là hết. G12 có chừng này thôi cả nhà ơi. Em có ít lắm á. G12, 11 đến 16 con cả nhà nhanh tay hồi em G12. Chị Nguyễn Trâm comment nhiều lần quá chị ơi. Comment một lần là có đơn cả nhà nhé. Cả set như này thì bán cả nhà giá 148.000 thôi ạ. Các mẹ đi mua một cái khoác vest cho con ấy, đã tầm đã giá đó rồi. Ok chị dần hồi nhá, từ từ em lên hết cho cả nhà. Dự bị cho em G2 đi cả nhà. G12 mẹ nói có size 10 con thì dự bị đi ạ. G12 14 cân cho dâu tây. Dâu tây ok chị yêu. Còn 11 đến 16 con ạ. 13 cân cho Dung Trịnh. Dung Trịnh 9 cân không có nha chị Thu Hiền ơi. Dự bị cho em đi chị. Rồi 13 có. Dự bị cho em đi chị 16 ơi. 16 cân cho Ánh Minh. Rồi ok. Dự bị cho em đi chị Thu Hiền thôi. 11 con đến 15 con nữa ạ. Rồi thì còn đường này xét được thi qua mẫu vest mọi người nhé. 16 cân cho Ti Ti. Rồi ok chị Ti Ti. 21 cân rồi nó không còn. Mới vô cho xem lại mẫu đây. Mẫu rồi ta. 13 cân. Còn 13 cân cho Phương Kenly. Rồi ok chị Phương Kenly. Rồi còn 11, 14, 12, 15. 11, 14, 12, 15. 14 cân cho Linh Ruby. Rồi ok chị Linh Ruby, còn 11 với cả 15 là hết. 12, 11, 12, 15, cả set luôn. Chị Ruby ơi có rồi gì nha, ai được đọc tên thì được comment nữa ạ. G12 xuống mẫu mọi người, còn 3 set cuối cùng. Thấy quá chị Huyền Nguyễn ạ. Các mẹ cứ dự bị đi, tại vì nhiều mẹ không có không nghe máy đâu. Hôm qua nhà em chốt một cái mã gì nhờ, cái mã bò sữa ấy, không còn một bộ luôn. Đến bây giờ nó vẫn còn kìa, vẫn còn 30 bộ. Không hiểu các mẹ không nghe máy hay là cho số điện thoại ai á. Cho đúng số điện thoại cho em mọi người nhá. Rồi qua mẫu cho em mã này này, còn 11 con với cả 15 rồi con. Mọi người lên mã dự bị G12 kèm size kèm số điện thoại. G12 còn một set 12 và một set 15, các mẹ nhanh tay hộ 15 em. Cân cho Thanh Thúy lên mã G12 đi chị Thanh Thúy ơi. Lên mã đi chị. Lên mã G12 này, bấm sơn chị nha. Còn 2 set cuối cùng, hàng quá chất lượng luôn. G12 chị Thanh Thúy lên lại mã G12 ạ. Nhà em hết kính rồi chị Xuyến Lưu ơi. Nhanh tay hộ em cả nhà nhá. G12 kèm size kèm theo số điện thoại mọi người nhá. Trời ơi, bà nào có bé trai sang con này tôi đi xong tôi sẽ lên vét. Hứa là lên vét nhưng mà từ từ các mẹ ơi, vét có ít chứ mọi người. Lên trước các mẹ cháu xong các mẹ được một bộ đi ra không được. Vét từ từ, bà nào có đơn nhiều rồi lên vét nha. Rồi con này mọi người ơi, mã hàng B2 nguyên set như thế này luôn. Cưng lắm luôn á. Con này nhận đến 20 cân, mã hàng B2 nó kèm một cái dây yếm như thế này luôn cho em này.
đẹp chưa, mang được đến mùa hè luôn, mang được đến mùa thu sang năm luôn, nói chung là mang quanh năm suốt tháng con này các mẹ ơi. Nguyên set mọi người nhớ, có thể tháo dây yếm cho thấy luôn. Biết trâm à, thấy kim nga. Rồi mã hàng B2 cả quần bò và áo mít kim. Còn một con 12. Hai con 12 là hết, còn dự bị G12 cho khách. Dự bị mọi người nhớ, tại vì những cái mẹ dự bị thường thường là được ghi chốt hết trơn luôn ấy, còn mấy bà được chốt thì lại không có nghe máy kiểu thế. Cái chân váy Gucci sơ mi bé gái phía sau 109, chị chờ em tí nha. Rồi lên mã hàng B2 cho trai yêu nhà mình. Xong sẽ lên bé gái lại, một trai một gái cả nhà ơi. Một trai một gái xen kẽ cho em mọi người nhé. Có set nào giống nhau cho hai bé không số, chị cứ mua hai một cái mẫu như này mà hai set là được thôi. Rồi lên đơn của em mã hàng B2. B2 kèm size kèm số cả set từ 8 cân lên đến 20 cân. Em bán cả nhà ngày hôm nay luôn nha, chỉ ngày hôm nay duy nhất trong live cuối năm ngày hôm nay, giá rẻ luôn. Mẹ nào nhanh tay được con này thật luôn cả nhà. B2 cả áo bikini, cả quần bò khói, cả dây đai B2 giá cho mọi người giá 112.000. 112 các mẹ nghe giá rõ hộ em nha. Nguyên set như thế này thì ta bán các mẹ 149.000 rồi. Bây giờ cho thì đúng 12.000 cả dây đai, cả áo, cả quần. 112 lên đơn hộ em mã hàng B2. B2 kèm size kèm theo số điện thoại tay nhà mình từ 8 đến 20 cân. 5 tuổi đổ lui các mẹ nhé, 6 tuổi con này không có vừa. Và quần bò này cực kỳ mềm các mẹ nha, nó sẽ co giãn cho các mẹ luôn được chưa. Mã hàng B2 nguyên set từ 8 đến 20 cân 112.000, được dây đai, được áo bò Mickey và được quần bò Mickey. B2 kèm size kèm theo số điện thoại các mẹ nhanh tay. Ủa này không có. Mọi người lên mã B2 kèm size kèm số điện thoại giúp em ạ. Không thấy mã B2 ạ. Ờ B2 kèm size kèm số, trang số mất luôn. B2 kèm size kèm số điện thoại với con gì đi. B2 các mẹ nhanh tay hộ em nha. Trong cái áo luôn rồi mọi người, chờ em xíu nó bị che số đi luôn rồi. B2 này đẹp lắm mọi người, 112 thôi. Bị che cả số đi rồi các mẹ ơi. Mọi người lên mã B2 kèm size kèm số điện thoại giúp em ạ. Rồi chốt B2 cho khách luôn. B2 10 cân cho Mai Tuyết. Mai Tuyết. Rồi ok chị Mai Tuyết. Rồi đây rồi. B2 kèm size kèm số. Nhân tay thì còn B2, 112.000 cả set luôn các mẹ ơi. Rất là đẹp luôn này. Rồi cưng quá. B2 10 cân cho Hoa Như. Hoa Như. Rồi ok. Rồi ok chị Lam Lam. Tên cho Lam Lam ok. Rồi ok. Chị chốt cho khách đi chị. B2 kèm size kèm số điện thoại cho em. Không có đó là chị rút quay. Rồi B2 kèm size kèm số. 16 cân cho Phan Nguyễn Phan Yến Nhi. Rồi Nguyễn Phan Yến Nhi có. Chị cứ bấm đi để em. Để em. Bấm đi, bấm cho khách đi nhanh nhanh để qua mẫu lên. B2 kèm size kèm số. Một cân cho Chi Chi. Rồi Chi Chi có. Ôi, Trang đừng ghi nữa, Trang bấm, tập trong bấm đi con. 17 cân cho Phan Thúy Mai. Rồi ok Phan Thúy Mai. 10 và 18 cân cho Loan Loan. Loan Loan có. 14 cân cho Lê Tuyết Trinh. Lê Tuyết Trinh 7, 6, 5, 4. Rồi ok. 9 cân cho Thi Thi. Rồi có. Còn lấy 8 cân. 8 cân cho Cúc Thu. Loan Xeo. 17 cân cho Huyền Thi. Huyền Thi 17. Rồi kể cho cả nhà ơi. Sai khó đọc quá. 14 cân cho Ngọc Hà. Rồi 7 cân. Không có bấm lại đến này 10 đây luôn. Bấm đi, bấm đi. 7 cân cho Hòa Mốt. Rồi ok. 12 cân Kim Dung. Rồi ok. 15 cân Thắng Nhỏ. Rồi ok chị yêu. B2 kèm size kèm số. 14 cân Lê Tuyết Trinh. Rồi ok chị yêu. Nhanh tay có còn gì mà 9 cân cho Trần Thanh Trần Mẫu Trần. Rồi ok. Nhanh tay hồi em qua mẫu vest cho cả nhà luôn. 2 bộ 14 cho 15kg cho Thuận Thuận. Rồi ok chị Thuận Thuận. B2 kèm size kèm theo số điện thoại cả nhà. Có ít cho nhanh tay hồi em. B2 8kg cho Hồng Đào. Hồng Đào có.
nhanh chi qua vách này. Trời ơi yêu chưa các bà ơi. 17 với 20 cân cho Huyền Tuyên. Trời ơi okay, chị Huyền Tuyên. P2 kèm size kèm theo số điện thoại. 13 cân cho Ngô Thu Hương. Ngô Thu Hương có. Trời 8 với 11 cân cho Quy Trần. Rồi ok chị Quy Trần. Rồi P2 em còn từng này nữa mọi người nhá, qua mẫu nhanh ạ. P2 kèm size kèm theo số điện thoại cả. P2 đủ size cho kẹo bông ạ. Kẹo bông ok ạ, cho được kẹo bông 1 ri. Rồi 14 cân cho Ngọc Hà. Rồi ok chị Ngọc Hà. Thấy chị Hoàng Trương nha. Rồi để cho kẹo bông 1 ri rồi nhá. Nguyên sách như thế này luôn 112. 15 cân cho Thắng Nhỏ. Thắng Nhỏ có. Rồi bỏ riêng ra 1 ri đi. 12 cân cho Duyên Nguyễn. Duyên Nguyễn có. Có Mai Tuyết ơi. B2 kèm size kèm theo số điện thoại ở nhà nhá. Trên tay thì được rồi. Bây giờ lên vách xong. Ok thằng em dự bị, em bấm dự bị rồi nha. Các bạn chờ vách này gì. 8 cân cho Huệ Trương. Rồi ok. Nguyên set cả nhà nha. Xong thì sẽ lên bé gái nữa. Bé gái hôm nay nhiều mã hot lắm luôn á. B2 kèm size kèm theo số điện thoại cả nhà ơi. Nguyên set ạ. Hello chị Thạch em. T17 xanh M1 caro đen. Chốt qua mẫu rồi chị ơi. Chốt những mã có lúc trước rồi chị ơi. Mai Tuyết có rồi chị nha. Cả set cả nhà ơi. Cả set B2 nhà em giá là 112 mọi người nhá. Thật sự luôn ý. Sỉ mọi người đi nhập chỗ khác không có giá này luôn. Chốt kèm theo số cho em luôn mã hàng B2. Sai đại bé trai chị ơi, cho em dồn đơn luôn ạ. Bé trà một ạ. Chờ em một tí cả nhà nhá. Chờ em một tí sẽ lên sai đại luôn ạ. Rồi lên con này xong sẽ lên sơ mi xanh bé trai ạ. Trời ơi cái set vest này nó quá xịn luôn các mẹ nha. Hôm nay bà nào bỏ qua con này là con bà đó tiếc luôn. Con này em có đúng 10 bộ size 10 cân thôi. À nhầm 5 bộ size 10 cân thôi. B2 khách cứ chốt nha khách ơi. B2 kèm size kèm theo số điện thoại mọi người nhá. B2 kèm size kèm theo số điện thoại cả set giá là 112.000. Ok chưa? Váy này có đúng 10 set size 1 thôi. Nên mọi người nhanh 5 set size 1 thôi. Rồi mã này các bạn nhanh tay hộ em này. B2 mọi người chốt nữa không ạ? À? Còn một set B2. Chốt B2 cho khách đi cha. B2 có 10 đi. Thấy vậy hồ biết trăm ạ. À. Có nãy giờ chị đang bấm. Ừ. Bấm nhưng mà phải đọc tên khách để khách biết được chốt đơn. Rồi con này mã hàng váy xịn cả nhà ơi. Trời ơi đẹp quá. Một con sơ mi cà vạt rời cho em này. Nhìn ngồi em nha. Cái mã này em đợi cả hơn 2 tháng trời mọi người nhá. Em đợi vest hồng của bé gái chị lên rồi. Vest hồng của bé gái chị lên rồi. Nguyễn Thị Kim Huế ok. Ok. Vest hồng bé gái chị lên rồi. Mã G78 nè em ơi. 109. Vest hồng gái 109 mã G78 chị lên rồi nha em ơi. Được chưa cả nhà ơi. Nguyên sách như này mọi người lên đơn hỏi em mã hàng vest xịn. Vest xịn này có cực kỳ ít, có đúng 5 ri hàng tức là 30 bộ thôi. Chia sẻ cho em 3 lần nữa có nhân và 3 lần hồi giống để không bị ẩn comment nha mọi người nhá. 12 cân mà gửi em lộn áo trong mặt to quá trời luôn. Bùi Thanh Thí nhắn tin vào Zalo nhé, giải quyết đơn hàng. Váy xịn em có đúng 30 set mọi người nhé. Chia sẻ đủ cho em 3 lần để có nhân và 3 lần hồi nhóm để được chốt set này. Nguyên set váy xịn cả áo khoác váy cả sơ mi cả cà vạt cả quần váy đủ size đủ số từ 8 đến 20 cân. Em bán cả nhà nguyên set này giá là 148.000. Váy xịn kèm size kèm theo số điện thoại. Váy xịn kèm size kèm theo số điện thoại áp dụng cho khách chia sẻ 3 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm cho em mọi người nhé. Được chưa? 148 thôi. Các bạn ra thị trường mua 201 là chuyện thường tình luôn cả nhà nhé. Được chưa? Em chuẩn bị bắt đầu chốt vest xịn cho em nha. Vest xịn kèm size kèm theo số điện thoại các bạn nhé. Mọi người lên mã vest xịn kèm size kèm số điện thoại ạ. Rồi vest xịn nhanh tay. Mọi người comment một lần thôi nha. Đừng comment nhiều lần để ảnh comment nè. Để dưới dục qua đi. Để dưới đó dục qua. Vết xịn mọi người nhanh tay hỏi. Vết xịn lên mã kèm size kèm số điện thoại. Nguyên set 148 ạ. À. Chia sẻ 3 lần cho có nhân 3 lần hồi giống để không bị ẩn cả nhà ơi nha. Ẩn comment không được chốt vết xịn rất là tiếc luôn. Tao bị rớt. Vết xịn mọi người chốt đơn ạ. À. Ok. Vết xịn 16 ký cho Tâm Như. Tâm Như 16 con có. Vết đó có size 89 ký. Có. Có Thanh Thủy nha, chị lên mã đi chị ạ. Có size 89 ký ạ. À. 8 đến 20 cân 3 món luôn. 14 cân cho Thuận Thuận. Thuận Thuận 14 ok. 11 cân cho NT Kim Ngân. NT Kim Ngân, ok. Chị Vân Anh ơi, lên vét xịn gì nha. Không phải vét đen ạ. Vét xịn lên mã vét xịn dùm em ạ. Cả sách luôn nè. Vét xịn kèm size kèm số điện thoại ạ. 11 cân cho NT Kim Anh có đơn rồi chị ơi. 12 cân cho Phương Linh. Phương Linh 12. 16 cân cho Nguyễn Trâm. Từ ta. 16 cho Nguyễn Trâm. Phương Linh 12. 10 cân cho Huế Hống Hách. Rồi 12 có. 10 cân cho ai? Huế Hống Hách. Huế Hống Hách có.
10 cân. Rồi, 10 cân cho Út Thảo. 10 con đang treo. Út Thảo có. Váy xịn kèm size kèm số cả nhà nhanh tay hộ em ạ. Có máy 11 cân cho Trang Lucy. Trang Lucy, Lucky. Số 2 rồi đó. Đây nó thôi. Số 2. Số 2 rồi, ok Trang Lucky. 17 cân cho Ngay cô. Rồi có. Số 2. Có đơn rồi chị Nguyễn Trâm nha. Còn bên kia kìa. Mọi người con mình một lần thôi giúp em được không ạ? Vét xịn 9 cân cho Kim Ngân. Kim Ngân 9 cân. 8 cân còn không? Còn 8 cân cho Ruby Giang. Rồi ok cả nhà. Để em tí mọi người. 9 cân Kim Ngân, 8 cân cho ai? 8 cân cho Ruby Giang. Ruby Giang ok. 20 cân cho Trà Mộc. Rồi ok. 18 cân cho Thúy Trình. Số 7, số 7. Rồi 18 cân Thúy Trần có. Số 1 nè. 10 cân còn không? Còn 10 cân cho Hiền coi. Ok. Số 1 có, bây giờ quên như một cái số 1. 10 và 17 cho Kim Chuyên. Còn không chốt 10 nữa tăng em. 17 cho Kim Chuyên là hết. Kim Chuyên ok ạ. 15 cân cho Phạm Vân Anh. Rồi ok. 14 cân cho Nga Trình. Ok. 13, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16, 12. 12, 15 cho Vân Anh. Vân Anh 12 và 15. 16 cho Đoàn Thu. 16 chị số 6. Ok, Đoàn Thu. Rồi. 14 cân còn không? 14 cân Lê Tuyết Trinh. Ok. 16, 12, 14, 13, 15. 15 cho Lan Nhi Huỳnh. Lan Nhi Huỳnh có. Có là chị Lan Nhi Huỳnh nha. Trời ơi, chia sẻ like cho em đi mọi người ơi. 3 lần nữa có nhân 3 lần hồi nhóm để không bị ẩn comment nào. 12, 13, 14, 15, 16 hả? 19 còn. 19 cho bé Moon. Ok. Rồi 12, 13, 14, 15, 16 cả set, cả cành luôn. Cả cành như thế này luôn các mẹ ơi. Trời ơi, Tết này mang con này cho em đi, mang con gì cả nhà ơi. Xuất sắc luôn, xuất sắc luôn nha. Vết xịn kèm chị ơi, chị Andy Phan, Burberry quần trắng mã dài là set 3 món hay sao chị ơi? Rất là đẹp luôn các mẹ ơi, nhanh tay hộ em xong sẽ lên một con cho cả nhà. Còn không? Còn nhiều. 14 cân cho Thanh Huyền. Thanh Huyền có. 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16. Hết 19 rồi. Hết 19 rồi cả nhà, dự bị cho em đi ạ. Vết xịn dự bị cho em đi ạ. 15 cho Phạm Thắm Hồng. Rồi ok Thắm Hồng. Dự bị cho em đi cả nhà, dự bị size 8 con với cả 20 con đi. Bây giờ chỉ còn 12 đến 16, 17 con thôi. 12 đến 17 con. Rồi, cái xịn kèm size kèm số. Nhanh qua mẫu cả nhà. Ơi, lên con gì nhỉ? Bây giờ lên con gì cho cả nhà nhỉ? Trời ơi, đẹp quá. Vết xịn cho em đi nè. Vết xịn kèm size kèm theo số điện thoại cả nhà nhé. Vết xịn dự bị cho em cũng được ạ. Mọi người lên mã đi, hết size rồi thì mọi người lên mã dự bị vết xịn kèm size kèm số điện thoại size 10kg. Hết em hết rồi chị nha. Chốt kèm theo số điện thoại cho em cả nhà nha. Rồi lấy con này. Vét xịn 16kg cho Phạm Đẹp ạ. À. Phạm Đẹp có. Hết rồi. Còn đến 17 con thôi. Còn khoác bò lót lông không chị? Hết rồi tình yêu ơi. 15 cân còn không? Còn nhiều. Ok Kim Yến còn chị nha. Kim Yến có. Kim Yến 15 con. 11 cân. Rồi rồi ok 11 con. Ok chị Hồng Nhung có đơn ạ. À. 11 con rồi. Dự bị đi cả nhà, rất là nhiều mẹ không nghe máy đâu. Vết xịn kèm size kèm theo số điện thoại cho em là được ạ. Rồi lên con cao cấp này cả nhà ơi. Xong sẽ lên mấy gái cho cả nhà luôn ha. Trai gái lẫn lộn như thế là được. Ôi cái bộ sơ mi kia đẹp kìa. Trời ơi nhanh tay hộ em con này nha. Vết xanh treo đi. Vết xanh treo đi. Vết xanh nào chứ ơi. Vết xanh nào. Từ từ em sẽ lên luôn cho cả nhà nha. Cái gì thì cũng lên hết. Dự bị 19kg cho chị Quang Mùi ạ. À. Mọi người lên mã dự bị nha. Dự bị cho em bây giờ chỉ còn 12 đến 16 thôi. Vết 20 dự bị cho em đi ạ. À. Tại vì rất là nhiều mẹ không có nghe máy hoặc là không đủ đơn hay là như nào. Rất là nhiều lý do cả nhà ơi. Rồi chốt kèm theo số điện thoại cho em mọi người nha. Rồi lên mã hàng này cho em này. Con này thì có ít lắm mọi người. Con này có ít thôi. Và tại vì con này là hàng cao cấp ý. Nên là không có được nhiều. Này rất là nhiều mẹ đặt cọc trước. Chỉ cần đăng ảnh lên là hết hàng nha, nên là được ít thôi. Con này mọi người lên đơn hồi thì là CC3.
CC3 thì sẽ có CC3 màu một kem, và CC3 nhà thi sẽ có CC3 màu hai chữ C mở cao cấp mọi người. Cao cấp 3 CC3, cái CC3 màu đen các bạn nhìn của em, một cái áo khoác kaki xịn, thêm một cái áo dài tay NI bên trong, thêm một cái quần kaki túi hộp xịn hàng Quảng Châu. Quần này thật sự đẹp hơn cả quần bò, mọi người nhìn hàng này, tan mọc như này. G78 vừa bị đi chị An Nhi ơi. Quá nhiều người không nghe. Trời ơi đẹp lắm cả nhà ơi, nhìn phía sau này. Đó, CC3 đen và CC3 kem. Nguyên set các bà đi mua một cái áo không đã hơn 150 rồi. Được chưa? Nhắm cho em một cái áo bên trong là hơn 80.000. Quần này mọi người mua 120 này, nguyên set cành này, nguyên cành này phải tầm 350 rồi cả nhà nha. CC3 kem và CC3 đen cả set em bán cả nhà giá là 242.000. CC3 đen và CC3 kem 242, các bạn nhanh tay hộ em nha. Cái này không có nhiều tại vì rất là nhiều khách đã đặt cọc trước. Size cho bạn nhỏ từ 8 con lên đến 16, 17 con mang sinh. Nhanh tay mới có hàng này thôi. Tết mọi người mang cái loại này đi ra đường ngoài đường, các bạn nhìn hộ em này. Trời ơi nó xuất sắc quá luôn nha. Được chưa? CC3 nhanh tay hộ em này. 242.000 cả áo khoác, cả áo bên trong với cả quần hip hop xịn như thế này. Các bạn nhanh tay hộ em thì có hàng con này 8 đến 16, 17 con, không có size to hơn. Màu đen cực kỳ lối mọi người nhá. Dự bị mọi người cứ dự bị cho em ạ. Mọi người lên mã cao cấp 3 kèm màu kèm size kèm số điện thoại. CC3 kèm size kèm theo số điện thoại các bạn nhé. Được chưa? CC3 áo khoác kèm size kèm số điện thoại. Đen với cả kem mọi người nhá. Có ít thôi mọi người ơi. CC3 CC3 kèm size kèm số điện thoại giúp em ạ. Nguyên set 3 món 242.000 242 mọi người ơi. Mã CC3 màu đen hoặc màu kem ạ. Có màu đen nữa. CC3 màu đen màu kem ạ. Rồi nhanh tay hộ em nha. Có máy set rồi. Cái này rất là nhiều mẹ đã chốt ở trong tin nhắn rồi. Rồi nhanh tay hộ em. Rồi được rồi. Màu đen hay màu kem thế thôi. Kem 17kg cho ngây ngô. 17kg 4 tuổi chứ nha. Cái này đến 4 tuổi đến 5 tuổi không vừa đâu. Cái này nhà em từ 1 đến 4 tuổi. 30 kg không có đâu chị Anh Vi ơi. Size 1. Từ 8 tới 16, 17 cân thôi ạ. Đúng rồi. 15 cân cho Phạm Vân Anh, màu kem. Màu kem, ok chị Vân Anh. Không có 20 cân chị Huyền Trang ạ. À. Đen 13 cân cho Nguyễn Ngân. Nguyễn Ngân có ạ. Kem 10 cân cho Mai Tuyết. Mai Tuyết có. Một cái bao như thế này nó nặng còn hơn ký mọi người ơi. Rất là dày. Kem 16 cân cho Huyền Nguyễn. Rồi lấy một con 120 nữa, thấy còn lấy 14 con. Còn lấy 14, 15 con nữa. 17 cân cho đó, thấy Tố Trinh Nguyễn màu đen. Màu đen rồi, ừ. Ok, Tố Trinh Nguyễn nha. Rồi ok. Không có size 18 chị Trang Trần ơi. Không có 20 à, size từ 8 tới 16, 17 cân đủ lui thôi à. Hàng Quảng Châu phong bé cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn. CC3 kèm size kèm số điện thoại à. CC3 kèm màu kèm size à. Chị Tuyết Vân ơi lên số cân giùm em ạ. Đen 15 cân cho Hằng Lê. Hằng Lê có. Kem 16 cân cho Tâm Như. Rồi hết kem 16 rồi cả nhà nha. Tâm Như nữa là hết. Rồi còn máy xếp thôi. Kem 15. Mọi người ơi đen, CC3 rồi, kèm màu rồi. Kem hoặc màu đen lên số điện thoại ạ. Hết rồi. 15 cân. Rồi. Kem 15 cân cho Nhung Nguyễn. Rồi còn lấy 14 cân nữa không? Máy xếp đen 10 cân cho Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân hết cái này rồi hả? Rồi 10 cân cho Bùi Thị Xuân có. 14 cân màu kem cho Thanh Huyền. Thanh Huyền có. Rồi còn máy xếp cuối cùng. Vaccine dự bị cho chị Hành Su Cao. Ok ạ. Kem còn 10 đến 13 cân. Mọi người ơi cao cấp 3 kèm màu ạ. Quá đẹp luôn. CC3 cho em nhé. Kem 15 cân còn hết rồi. Dự bị cho em đi ạ. Mọi người ơi cái nào hết size rồi mọi người lên dự bị nha. Còn này nữa là hết ạ. Kem 8 cân. Kem 8 còn. Cho Quy Trần ok ạ. À. Rồi. Kem còn đến 13 con nữa hết ạ. À. Nhanh nay mọi người ơi đẹp quá. Quá đẹp luôn các bà ơi. Đây các bà ơi. Kem 14 cân còn. Kem còn 13 con nữa luôn. Mọi người ơi còn size từ 13 cân đổ luôn. Mọi người lên mã dự bị màu giùm em kèm size kèm số điện thoại ạ. À. Chị Bóng Xu ơi lên màu giúp em ạ. À. Đen 16 cân còn không? Đen 16 hết. Còn đen đến 14. Đen không rồi? Đen còn đến 14. Rồi chốt kèm số cho em luôn. Đen 12 cho Bóng Xu. Mọi người lên cao cấp 3 màu kem hoặc màu đen ạ. À. Rồi em qua mẫu cả nhà nha. Loại này có ít lắm. Kem 13 cân. Còn. Ok chị Thoa Trương có đơn ạ. À. Kem 13 cho Thoa Trương. Kem 14 còn không? Không. Rồi em qua mẫu cả nhà nha. 14 con nếu như 2 tuổi thì mang được xem 100.
Con này phun to đấy. Chốt kèm số luôn cho em là cao cấp, cao cấp 3 kèm sai kèm số CC3 cả nhà. 241 hả? Kem 10 cân. Còn. Ok, kem 10 cân cho Tú luôn nè. Ok chị Tú luôn. Rồi, em qua mẫu cả nhà nhá. Cao cấp kèm sai kèm số. Cao cấp kèm màu kèm sai kèm số dự bị giúp em ạ. Kem 8 cân hết rồi. Kem 8 cân hả? Hết rồi. Còn 12 cân hết rồi. Rồi các mẹ ơi, lên bé gái xong thì chuyển sang bé trai xách ba chi tiết nha. Cái này còn đúng không? Cái này là còn đúng không? Còn. Rồi, lên con này thì nhiều mẹ ở đây chốt rồi đó mọi người. Nhưng mà bây giờ em bù cho các mẹ mà lúc trước không chốt được đó mọi người. Nha, dự bị có kem 17, ok vậy Trang Trần. Dự bị cho em đi ạ. Dự bị cho em đi cả nhà nha. Bấm đi kìa. Rồi, con này các mẹ ơi, nguyên set lên bé trai màu xanh. Kem 13kg còn không? Còn. Kem 13kg cho Nguyễn Thị Xuân Thùy có đơn ạ. À. Rồi, ok. Các mẹ ơi, xong em sẽ lên một cái set sơ mi dự bị giúp em nha. Xong sẽ lên sơ mi bé trai cả nhà nhá. Lên quần bò áo sơ mi đúng rồi. Con đó thì em đợi, tại vì em đợi các mẹ vào đông đông một tí ấy, tại vì cái hàng đó nó có nhiều mọi người, nên từ từ em sẽ lên luôn. Các mẹ, mã này cực kỳ nhiều, từ từ nha cả nhà ơi. Rồi, hàng A1 bé gái mẹ nào chưa chốt được cho em thì bây giờ chốt dự bị cho em này. À, chốt cho em được con này luôn. Lên đơn hồi em mã hàng A1 kèm size kèm số hôm nay rẻ hơn một khi. A1 107.000 size cho bạn nhỏ từ 8 đến 20 cân bé gái. Tao có kem Nguyễn Thị Xuân thì có chưa? Có rồi đó chị ơi, có đơn rồi đó. Chia sẻ cho em 3 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm mọi người để không bị ẩn comment được chưa cả nhà ơi. Cẩm Nhung Huỳnh comment hồi không chốt. Cẩm Nhung Huỳnh có đơn rồi đó chị ơi, lúc nãy có rồi đó chị ơi. Rồi lên đơn hồi em mã hàng A1 này, size cho bạn nhỏ như mình tầm độ từ 8 đến 20 cân, giá 107 cho em luôn. A1 gồm một chân váy dạ, thêm một cái áo sơ mi ren. Rất là nhiều mẹ bị trượt lúc trước ý. Lúc trước cháu con này mà không có thì bây giờ bù cho cả nhà luôn nha. Rồi A1 nhanh tay em sẽ quay cho mọi người con sơ mi phía sau luôn ạ. À. Bé gái có size đại không chị? Bé gái size đại sẽ có cái loại dạ sweet nè em. Sẽ có con sweet dạ này là size đại nè. Được chưa? Với cả con vest hồng là có size đại. Lên đơn hồi em mã hàng A1 cho em nhé. A1 kèm size kèm theo số điện thoại là A1 thế là kèm không? Qua mã cao cấp rồi mọi người, cao cấp 3 kèm màu kèm size kèm dự bị giúp em ạ. À. Dự bị cao cấp đi cả nhà, nhiều mà không nghe máy đâu ha. Rồi A1 còn đúng 20 set A1 thôi. A1 mọi người nhá, đủ size đủ số 8 đến 20 con 107, một chân váy dạ phối với áo sơ mi ren. Về lô cuối mọi người nhá. Em về một lần cuối cùng nữa là hết mã, cắt mã này rồi cả nhà nha. Nên mẹ nào chưa săn được cái hàng hot này thì săn cho bé luôn. A1 kèm size kèm theo số điện thoại xinh lắm mọi người ơi, yêu chưa? 107 cho em luôn nhá. A1. A1 kèm size kèm số điện thoại mọi người ơi. Rồi đúng 20 set cuối cùng là hết hàng mọi người ơi, không còn về nữa đâu. A1 18 cân. Rồi. 18 cân cho Trang Trần ạ. À. Rồi ok chị Trang Trần. 8 cân cho Linh Kiều. 8 cân cho chị Linh Kiều. Rồi. 9 cân cho Lê Thị Thu Hiền. Lê Thị Thu Hiền 9 cân. Sai luôn. 10 cân. Rồi. Rồi tìm sai ra cả nhà ơi. Nó có sai rồi. Số 1 á, tìm số 1 luôn các. Không có số 1 luôn. A1 kèm size kèm theo số điện thoại đang treo số 1 rồi. 18-20 cân. 18-20 18 với cả 20. Số 6, số 7. Rồi số 7, số 6. Rồi có rồi. Ok, tránh giáp ạ. À. Tránh giáp có. A1 kèm size kèm theo số điện thoại cả nhà nhé. 19 cân. 19 cân số 7. Cho Lê Hiền ok ạ. Chưa tìm ra ok này. Rồi ok cả nhà. A1 thì còn 12 đến 16 cân ạ. 11 cân cho Trinh Phạm. Trinh Phạm số 2. Trinh số 2 em. Rồi để thì tìm mọi người ơi, cái này khó đọc sai quá. Có số 2 em. Rồi còn 13 con đi lên. Mọi người lên mã A1 kèm size kèm số điện thoại ạ. Nguyên set 107 ạ. Còn 13 con đi lên cả nhà ơi. 13 đến 16 con ạ. Số 10. Mọi người lên mã A1 kèm size kèm số điện thoại ạ. À. A1 ạ. Okay. À. Rồi 11 con có rồi. A1 kèm size kèm số điện thoại 107 nguyên set chị ơi. Cái này đến 21 con luôn em ơi. 21 con cũng được luôn. Còn đến 16 thôi. Lúc nãy 21 cháu rồi, dự bị cho chị nhé. Rồi khách chốt cho em 12 đến 16 nha. Mày nào chưa được con này thì chốt cho em thôi ạ. À. Em qua mẫu á. 19 cân có không? Rồi lên con này. A1 kèm size kèm theo số điện thoại đi mọi người. Em chỉ còn 13 cân. 15kg cho Thảo Lê ok ạ. Ok, một nguyên sách 107 tình yêu ơi. Nguyên sách 107 số 5.
thấy chị bắt u ngô số 5 nhá, đây số 5 nhá. Rồi ok cần đi. Đây cả nhà cho mọi người xem lại nhá. Với đơn dự bị của em hôm qua không có nè. Rồi cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nè. A1 kèm size kèm số điện thoại. Mã này xinh cực kỳ. Đây con sơ mi xanh này nhá. Con này là hàng quá đẹp luôn rồi mọi người, nhìn cái quần bò này. Set 3 món Burberry lên rồi chị ơi, lên mã dự bị B9 giùm em chị ạ. B9 lên rồi chị, B9 109 thôi. Rồi con này cho em ha. Con này mọi người nhìn hàng này, cái áo sơ mi xịn chưa? Cái này sẽ là hàng theo luôn cho em ý, quần bò dán bom như này cho A1, em nha. A1 13 14 kênh cho thế giới đồ chơi ok ạ. Rồi ok chị yêu. Em muốn. Rồi, con này đẹp quá. Con này mã hàng gì đây cả nhà ơi? Đây mọi người nhìn hộ em này. B71 cho em nhá, lên bộ con chuột Mickey. Con đó em lên rồi, với bé trai 10 con em lên rồi, các mẹ có dự bị cho em nhá. Lên set Gucci tay dài bé gái đi chị. Rồi mọi người chờ em tí nha. Chờ em tí cả nhà, em lên con này đã cả nhà. A1 ok thế giới đồ chơi có đơn ạ. Con này mọi người lên đơn hộ em mã hàng B71. Mọi người nhìn chất chơi nha. Trời ơi, chất chơi người dơ chứ cái quần bò mọi người nhìn nó mềm siêu đẹp như này, hàng Quảng Châu cao cấp cho em, lên đơn hộ em mã B71. B71 màu xanh và B71 thì sẽ có màu này là màu đỏ mọi người nhá. Đấy comment cho em đúng màu nha mọi người để khỏi bị nhầm. Con này là màu đỏ gạch đó mọi người ơi, phối xanh. Còn con kia là màu xanh. B71 được quần bò và được áo. Các mẹ mua lẻ. Mua nguyên set mọi người nhá, bằng lẻ một cái áo sơ mi thôi. B71 size cho bạn nhỏ nhà mình tầm độ từ 11 cân lên đến 22 cân. B71 giá cho cả nhà luôn là 127.000, chốt kèm số luôn cho em là B71 127. Mọi người nhìn cái quần bò đẹp chưa này, 127 xanh và đỏ cho em các bạn nhá. Đường này sẽ là đường theo hết cho em luôn này. Mẹ nào nãy giờ hóng con này thì nhanh tay mới có hàng thôi. Tại vì hàng cái hàng cuối năm rất là hiếm những cái loại như thế này mọi người nha. Được chưa, toàn là những mã nhái nhái thôi. Chất cực kỳ đẹp luôn chất. Mọi người nhìn cái quần bò hai túi phía sau như thế này cho em này. Được chưa, hai túi phía trước mọi người nhá. B71 quần bôm phối với áo sơ mi giá là 127.000. Chốt kèm số luôn kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại ạ. Đây là màu đỏ gạch các bạn nhá, còn đây là màu xanh. Nhớ màu hộ em. Phía sau quần bò sẽ như thế này. Áo sơ mi phối quần bò lẻ cho em, size cho bạn nhỏ từ 8 cân, từ 11 cân lên đến 21 cân các bạn nhá. Đây ạ. Để ý hộ em nha. Đây này, chốt kèm theo số điện thoại cho em luôn mã hàng B71. B71 kèm size kèm theo số điện thoại có đỏ và có xanh. Các bạn nhanh tay hộ em là B71 nha. B71 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại trên rồi. Cùng một dòng ạ. Em thấy chuẩn bị lên B71, cái này không có 8 cân mọi người, cái này phông hơi to một xíu á. Phông hơi to một xíu mình nhân tay. 11 cân hơi đến 22, để đi xem thứ 6 đây. Để đi xem thứ 6 này. Cái này nó chạy hàng Quảng Châu nó hơi khó sai, các bạn chờ tí xíu nha. B71 kèm màu mọi người nha. Rồi con này đến 20 cân thôi Trang, 22 không chốt được nha. Con này đến 20 cân. B71 12 đến 20 cân thôi. B71 kèm size kèm số điện thoại giúp các mẹ ơi, đến 20 con so với các mẹ nha. Đến 20 con nè. B71 nhanh tay hộ em ạ. Rồi chốt. B71 đỏ 11 cân cho Trúc Diền. Rồi ok chị Trúc Diền. Đỏ hả? Ừ. Rồi ok chị Trúc Diền. Xanh 17 cho Tú Trinh Nguyễn. Rồi ok Tú Trinh Nguyễn. Đỏ 15 cho Thuận Thuận. Thuận Thuận ok. Đã xét như thế này luôn nè. Xanh 16 cho Quốc Huy Bắc. Xanh 16 cho Quốc Huy Bắc. Ok chị yêu. Số 5. Đỏ 18 cho Mai Nhung. Mai Nhung có, cái này không phải chạy xe bình thường đâu. Đó thì bỏ rồi. Rồi cả nhà nhá. B71 bỏ kèm màu ạ. Bỏ vô bao nhiêu? Số 6. Bỏ 20 cân màu xanh cho Thu Thủy. Rồi Thu Thủy có luôn. 11 cân đỏ cho Lê Thị Thu Hiền. Lê Thị Thu Hiền số 2. Chờ chị xíu nha. 15 cân đỏ cho Trần Phú. 15 cân gì Trần Phú. Không có size 22 cân chị Trà Mộc ơi. Nhà em bộ này B71 size từ 11 tới 20 cân ạ. B71 kèm màu không kèm có 22 cả nhà, sorry cả nhà nhá. Không có 22 rồi. 17 cân xanh cho Trang TN. Trang TN. Chờ tí xíu, Trang TN. Rồi ok. Đó 11 cân cho Kim Ngân. Số 2. Rồi ok. B71 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại ạ. Rồi có rồi đúng không? Rồi ok. Xanh 20 cân cho Dương Thùy. Dương Thùy. Dương Thùy ok. Xanh 15 cho Luyến Lê. Luyến Lê ok. B71 kèm size. Rồi còn đường này các bạn nhanh tay hộ em. Đó 11 cân cho Lê Thị Thu Hiền ạ. Lê Thị Thu Hiền số 2. Rồi ok chị Lê Thị Thu Hiền nhá. Em tìm số 2 em chế. Rồi ok chị Lê Thị Thu Hiền đang 13 teo. Cân đỏ cho Nguyễn Phương Linh Ngọc ạ. Nguyễn Phương Linh Ngọc có. Rồi đang teo ạ. Đó 11 cân. Rồi đó 11 cân cho Diễm Chi. Diễm Chi rồi ok ạ. 19 cân.
Rồi. Ok Nguyễn Thanh Trúc 19 cân màu đỏ à. Rồi ok Nguyễn Thanh Trúc. Đỏ với xanh cho mọi người xem lại nè. Xanh 19 cân cho Linh Nhi. Linh Nhi 19 cân số 6. Số 6. Rồi ok Linh Nhi. Nguyên set cả nhà ơi. B71 nhanh tay hộ em 127.000 cả set luôn. Màu đỏ chứ không phải màu cam gì Thu Nguyễn à. Ờ cam cũng được, màu... bấm màu cam đi. Ok. 11 với 17 cân cho Thu Nguyễn. Rồi ok chị Thu Nguyễn. Rồi. Xanh 12 với 17 cho Hương Hương. 12, 17 Thành Nghĩa ơi lên màu giúp em à. Màu xanh. Rồi ok chị Hương Hương rồi. Hương Hương. Hương Hương. Rồi ok chế. 12 đỏ cho Nguyễn Thị Xuân Thùy. Rồi số 3. Rồi màu đỏ chỉ còn xanh 13 con đi lên cả nhà nha. 22 cân còn màu xanh nữa. Màu xanh nữa hả? Còn. Xanh 20 cân cho Nguyễn Tâm. Rồi ok chị Nguyễn Tâm. B71 nhanh tay. Xanh còn số 6 không? Còn xanh vẫn còn 20. Xanh còn 11 con đến 20. Đỏ 11 cân cho Diễm Chi. Rồi hết bỏ đỏ 11 rồi cả nhà nha. Nguyên set mọi người nhé. 13 cân xanh cho Thu Thủy. Thu Thủy có. Xanh 20 cân còn. Còn. Xanh 20 cân cho Thu Thủy ạ. À. Thu Thủy xanh 20 có. B71 nhanh tay. Cả set hàng như này mọi người nhìn. B71 xanh 18, 19, 20 cho kẹo bông. Rồi 5, 4, 5, 6 đi em. 4, 5, 6 4, 5 đủ rồi, rồi ok. Hả? Rồi ok. Ok kẹo bông. Dơ mẫu cho họ xem lại. Dơ mẫu xem lại, rồi ok cả nhà. Đây. D71 màu xanh hoặc màu đỏ gạch kèm size kèm số điện thoại giúp em ạ. Size từ 11 cân tới 20 cân đổ lại mọi người nha. Đây là màu xanh các bạn nhớ. Nguyên set 127 ạ. Đây là màu đỏ này, các bạn mua lẻ sơ mi bằng giá đó rồi. Quần bò rất là đẹp, quần bò bôm như này. Chó kèm số cho em là B71. Size 15 cân cho Luyến Lê. Luyến Lê có. Rồi B71 kèm size 15 cân xanh cho Nga Thúy. Nga Thúy số 5, rồi. Ok chị yêu nhá. Nga Thúy ơi, mã 71 là B71 chị nha, không phải. Vết xịn dự bị nha. Trần Thanh Hằng ơi, chốt mãi không được rồi. Em chốt cái gì em ơi, em chốt bên mã chị đi. Chị chốt cho nhá. B71 kèm size kèm số là được rồi. B71 còn đỏ không? Xanh 19 cân còn đỏ. Xanh 19 hả? Rồi. Để chờ tí. Rồi ok. Ok Linh Nhi à. Rồi cả nhà nhá, chốt kèm số luôn nha. Chi nha. Ừ thôi để đó. Xanh còn 11 cân đến 15 cân hết ạ. Không còn xe to. Đỏ 14 cân cho Duy Bé. Rồi ok Duy Bé. Rồi đỏ thì còn 4 xét, xanh thì còn 7 xét, chốt kèm số luôn nha. 19 cân. Đỏ 19 còn 6. Rồi còn. Ok Thi có đơn ạ. À. Thi ok. Rồi lên tay hộ em nha, em qua mẫu cả nhà nha. Về đâu ơi chị lấy tê 71 20kg là màu gì chị ơi? Cái này ơi? Không phải in đâu, cái này là may đắp chéo hết, không phải in đâu các bạn nhá. 13kg. Rồi. Nhã Phương ok, Nguyễn Nhã Phương đỏ ạ. À. Đỏ 13. Rồi ok Nguyễn Nhã Phương. Rồi em hết cả nhà, đỏ còn 14 con đi lan ạ. À. Cái này không phải là may đắp chéo mà là in đấy mọi người. Đi qua mẫu nha. Chị Trần Thanh Hằng ơi, chị có mình một lần thôi à, chị có mình nhiều nên là thành ra không chốt được đó chị ơi. Trần Thanh Hằng có đơn chưa, bấm cho chị yêu luôn. Có một bộ rồi. Rồi Trần Thanh Hằng, Trần Hằng có đơn rồi nha. Đỏ 15kg cho Tú Trinh. Tú Trinh có đơn. Rồi em lay dạ switch đỏ cho cả nhà luôn. Xong sẽ lay cho mọi người bộ bé trai ghi lê gấu ạ. Hôm nay hơn 20 mẫu, các bạn cứ từ từ sang ạ. Cả set như này luôn. 20kg còn không? Có 20 hết rồi. Đỏ còn đến 15kg rồi. Đỏ còn 14, 15, 16kg. Xanh còn 11, 15kg. B7 có kèm size, kèm số điện thoại, nguyên set 127 ạ. 127 mọi người nha. Cả set luôn. Rồi thi qua mẫu cả nhà nha. B71 nhanh tay. Bây giờ thi lên con giả switch này xong, thì sẽ lên cho cả nhà cái bộ gấu ba chi tiết này nhá. Bộ này cực kỳ đẹp luôn. Cái cả sơ mi lẻ. Hôm nay sẽ có 2 mẫu mới sơ mi lẻ. Hôm nay sẽ có 2 mẫu mới sơ mi lẻ. Nguyên set 127 chứ cả quần bò cả sơ mi luôn, chất cực kỳ đẹp. Hàng 6 quay đầu lưu cho em luôn. Được chưa? Mẹ nào nhận hàng nhà thấy nhớ cho thi feedback nha. Được chưa? Rồi mọi người lên mã B71 kèm màu kèm size dự bị giúp em nha. Dự bị đi cả nhà. B71 dự bị ạ. Rồi con switch này hôm trước mà nó chưa được chốt này, bây giờ nó còn lẻ là X em sale luôn ạ. B71 đỏ 13 kg cho tinh mộng ok ạ. Tinh mộng ok, ủa mà đỏ hả? Thọt xuống hết rồi.
Khi chốt là bỏ riêng ra em ạ. Rồi, ok vậy Trinh Mộng có đơn ạ. B71 còn 14 với cả 15 nữa cả nhà nhé. Rồi chuẩn bị cái sách vui xì gái này luôn. Xong đi xong xì gái này. Cái này có một riêng nữa đó. Thử không em? Hai đi đại với một riêng. Rồi ở đây dí đây nè. Chê rút ra em có nhiều. Rồi con này các mẹ lên đơn của thi là mã hàng G98. G98 kèm size kèm theo số điện thoại các mẹ nha. G98 mọi người ơi, đi xem còn size bao nhiêu nè. 2XL. Rồi con này nhà em còn size cho bạn nhỏ đến 25, 24, 25 cân luôn á. Rồi G98 nhanh tay nè. 10 cân lên đến 25 cân. Bạn tốt nãy xuống mẫu rồi mọi người lên dự bị nha. Rồi G98 các bạn nhanh nhá. B71 dự bị cho em nè. Tức là mọi người không được chốt mã đó, size 80 cân hay là size cực kỳ hiếm luôn ấy, thì mọi người comment lên cho em, comment chữ giờ bờ ấy phía sau ấy, là khi mọi người có đơn, khi các bạn kia không nghe máy thì sẽ gọi cho cả nhà. Rồi con này là mã hàng G98, cả áo khoác dạ, cả con khoác dạ sweat này, thêm một áo dài tay bên trong với chân váy dạ có quần trong mọi người nhá. Hàng đẹp cho em luôn ạ. Hàng cực kỳ đẹp, hàng cao cấp mọi người nha. Còn cái hàng nhái của nó sẽ không có quần trong và cái hàng giả nó sẽ bị ngứa, còn hàng này cực kỳ mềm luôn cả nhà nhé. Rồi mã hàng G98 em nhận size cho nhỏ nhà mình tầm độ từ 10 cân lên đến 25 cân cả set em bán các mẹ giá 100. Bao nhiêu hôm nay con này giá bao nhiêu Trang? G98 hả? G98 kèm size kèm số cả set, size nhí. Size nhí là 148 và size đại là 158.000. Khách chốt luôn cho em mã G98 mọi người, nhìn hộ em hàng này. Quá đỉnh luôn nha mọi người ơi. G98 nhanh tay nha. Mẹ nào hôm trước không được chốt thì nhanh tay, em chỉ có chừng này set thôi này. Có đúng 5 set nhí và 5 set đại thôi các mẹ nha. Nhanh tay hộ em mọi người G98. Lên mã G98 kèm size kèm số điện thoại ạ. 12 13 14. 12 13 14. 10 12 13 14 size nhí rồi. Còn size đại là 20 con này. 10 12 13 14 nhí rồi. Rồi, chốt G98. G98, 14 và 18 cho Lê Thị Hà. 14, 18, rồi ok. G98 nhanh tay nha, không có nhiều đâu cả nhà. Cái thùng này xét thôi. G98, 18 kết. 18 không còn, 12, 10, 12, 13, 14. 10 kết cho Xuyến Lưu. Xuyến Lưu ok, chúc mừng tình yêu này, hàng cao cấp luôn. 13 kết. Còn. Ok, Nguyễn Trâm 13 kết ạ. Ok, Nguyễn Trâm. 27 hả? Đấy 25 thôi. 20 hết hả? 20 còn. 25 chứ. 20 còn. 25 bằng rồi. 25 ok, ngây ngô. Ngây ngô ok. 24. 24 còn. Ok, Lê Tuyết Trinh 24 kg ạ. Rồi ok. Rồi còn 18 không còn. Còn 20. 20, 23 với cả 10, 13, 14. Hết. Rồi cả nhà có máy xét thôi. G98 có máy xét cả nhà. Sorry cả nhà nha, có máy xét 9 cân với 24 cân. 9 với 24 có. 9 với 24 ok, Ánh Nga. Ánh Nga có. Rồi. Còn 22, 23 với cả 10. 10, 14, 12. 10, 14, 12, 22, 23. Được chưa cả nhà? Em thấy hàng ạ. À? Quá đẹp luôn cả nhà, nhanh tay thì mới có hàng con này. G98 xuất sắc. Nữa. Không được ạ. 22, 23. Rồi lúc cái đôi kèm theo số điện thoại cho em mã hàng G98. Xuất sắc quá lắm nào ơi. 15 cân còn. 14, 15 cân được. 15 cân ok, Trần Hoài. Trần Hoài ok. Nhanh tay hộ em cả nhà. 17 cân. 17 cân hết. 17 cân hết cả nhà ơi. Lên con Snot Bi nhá. Lên con Snot Bi xong sẽ lên cho cả nhà gì nhờ. Xong sẽ lên cho cả nhà gấu 3 món với cả sơ mi lẻ ha. Hôm nay 14 cân. G98 không phải G95 gì. Còn 14. Hồ Diễm Lành ơi. Còn 14. Hồ Diễm Lành ơi, lên lại mã giùm em là G98 chị nha. G98 chế ơi. Còn 14, 11, 12. Có cả 22. Để hết hả? 22 cân gì? Mọi người chốt em số luôn ạ. Rồi con này các mẹ ơi, con này em xin phép bán rẻ một tí nha. Tại vì là sắp mùa hè rồi, các mẹ mua nguyên cái bộ như này Snot Bee này cho con mang, nó rất là thích luôn. 15 cân. Hết. Còn 12 con. Với cả 22 con. Rồi hết. 11, 12 với cả 22 G98 các mẹ nhân tranh thủ chốt cho em. Đơn bên em giao hàng tiết kiệm sao chị ơi? Đơn bên em lên 22 con cho Thu xì tay dài bé trai đi chị. Thu xì tay dài em có lên xong rồi chứ ơi. 22 con cho Thu Nguyễn này. Thu Nguyễn ok. Chị Phượng Hoàng ơi, em chưa thấy chị chốt được cái nào hết chị ơi. Chưa chốt được cái nào. Phượng Hoàng á, Phượng Hoàng là bác sĩ.
Rồi, G98 kèm size kèm theo số điện thoại cho em mọi người nhé. Bây giờ lên cho mọi người cái số điện. G98148 size đại 158 giúp em ạ. À. Đại 158 mọi người nhé. Tay dài bé tay em lên rồi Thu Hương ơi. Rồi, đây mọi người ơi, G98. Con này mọi người lên đơn của em mã hàng gì đây cả nhà ơi, đẹp quá luôn ấy, mã B08 cho em nhé. B08 có 3 màu này, mùa hè mọi người mang con này, nhưng mà hôm nay em xin phép bán cho cả chị nhà. Chị Hồ Diễm Lành ơi, G9814 cân đen với số điện thoại trên cùng một hết dòng rồi. Chị nha. Hết 14 rồi, còn 12 với 22 thôi. Rồi con này em xin phép bán cả nhà giá lẻ rẻ hơn giá sỉ ngày hôm nay các mẹ ơi. Nhanh tay của em thì được con này là giá tặng mọi người nhé, giá tặng. Rồi. Được. 23 cân ok chị Minh Thư. Rồi bây giờ chỉ còn 12 cân nữa thôi ta. 12 có 14, à còn 14 này. Một con 12, một con 14 này hết. Rồi, con này mọi người ơi, B08 lẻ rẻ hơn sỉ, mã này giá tặng luôn mọi người ơi. Con này là bị nói chung là kiểu như là người ta nhờ em ấy, nhờ em xả cho cả nhà luôn này. Nhờ em thanh lý luôn nguyên sách như thế này mọi người ơi. Bình thường ở nhà đi mua 149.000. Bây giờ vào nhà em mua con B0 mấy đây? B08. B08 đỏ, B08 trắng và B08 đen. Nguyên một con chó Snotby này cả nhà mua được giá bao nhiêu đây? 99.000. Nhanh tay của em thì được con này cả nhà nhé. Lẻ rẻ hơn sỉ. Bình thường mua 149.000 nguyên một cái bộ bò cho con. Bây giờ vào nhà em nha. Tết thì mang màu đỏ cho em đi ạ. Vào nhà em mua được nguyên cả áo chó Snotby Super Me như này, thêm cả quần bò siêu mềm lưng thun, cả set 99.000 thì các mẹ phải chia sẻ like cho em đủ 3 lần cho cá nhân và 3 lần hội nhóm. Hai mẹ chia sẻ like nhiều nhất mỗi mẹ được 100.000. Ok chưa? B08 đỏ mọi người nhé, B08 đen và B08 trắng size từ 8 đến 20 cân giá 99.000. Trời ơi, ghi giá trong này là 119.000 mọi người, thị trường bán 149 nó nhanh tay hộ em nha. Mọi người lên mã B08 kèm màu kèm size kèm số điện thoại ạ. B08 kèm màu ạ. B08 mọi người nhanh tay hộ em nha, được chưa? B08 kèm màu kèm size kèm số điện thoại trên cùng một dòng ạ. Rồi cả nhà chốt B08 nguyên set mọi người nha. Cả set luôn á, chứ không phải là B08 kèm màu ạ. Nhanh tay của em cả nhà. Đỏ, đen với cả màu gì nhỉ? Màu trắng, giá là 99.000. Các bạn, 8 đến 20 con. B08 đỏ, B08 đen và B08 trắng giá là 99.000. Các bạn mua thử mua một bộ bò nhà em về xem như nào các bạn ơi. Được chưa? Thị trường bán 149 thì bà vào nhà em các bạn mua được 2 bộ, được chưa? B08 nhanh tay của em giá lẻ rẻ hơn giá sỉ. Rồi, chốt đơn B08. B08 đỏ 20 cân cho Minh Ngô. Rồi, Minh Ngô có B08 kèm màu chị Mỹ Xuyên ơi, đỏ 9 cân cho Lê Thuận. Lê Thuận có 17 cân đỏ cho Thành Nghĩa. Rồi ok. 9 ký đỏ cho Huỳnh Thị Cẩm Tiên. Rồi ok Tiên. Thấy chị Hồ Bích Trâm ạ. Ok Tiên nha. Chị Tăng Mỹ Xuyên ơi kèm màu dùm em ạ, đỏ 20 cân cho Thu Thủy. Rồi ok, để nó dưới này từ B08 kèm 12 xanh. Cân đỏ cho Thiên Phú. Thiên Phú có 17 cân đỏ cho Thanh Thúy Mai. Rồi Thanh Thúy Mai có nguyên set cả nhà 99.000. Chị trời kèo bông ơi, chị lên màu B08 đủ size đỏ. Bán đỏ quá rẻ luôn cả nhà, nhanh tay nha. 8 với 11 cân màu đỏ cho Quy Trần. Quy Trần 8 và 11. Rồi số 1 với số 2 em. 10 cân đỏ cho có Nguyễn Hằng. 10 cân đỏ cho Nguyễn Hằng có. Rồi 13 cân đỏ cho Thu Thủy. Thu Thủy có. Sắp hết rồi cả nhà, nhanh tay nè. Đỏ 15 cân cho Bisa. Bisa có. Đen 20 cân cho Trà Mộc. Rồi có. Mẹ nào mà bé mà nghịch bẩn quá các mẹ cho mang màu đen đi ha, sạch sẽ, được chưa? Sạch sẽ mà lại sang. Đỏ 9 cân cho Milan. Milan số 1 còn em. Số 1 đỏ. Rồi ok chị Milan. 11 cân đỏ cho Kim Nga. Kim Nga số 2 luôn đi. 1 với 2 luôn. Rồi ok chị Kim. 15 cân đỏ cho Phạm Loan. Phạm Loan ok luôn. Mọi người ơi, B88 kèm màu kèm size kèm số điện thoại ạ. B08 cả nhà, nhanh tay. 12 ký đỏ cho Nhân Nhân. Nhân Nhân. Rồi chờ em một tí nha. B08 kèm màu mọi người nha. Cái nào chốt rồi đó. Cái nào chưa chốt. Cái nào chưa chốt. Có khi chưa chốt rồi. Rồi bỏ lên đây. 14 ký đỏ cho Nguyễn Thanh Trúc. Rồi Nguyễn Thanh Trúc có. 8 ký đỏ còn không? 8 ký đỏ đang treo. 8 ký đỏ cho Huệ Trương. Rồi ok. B08 kèm màu kèm size kèm số điện thoại ạ. Màu gì cũng đẹp lắm các bà ơi. Đây ạ. Đỏ này. Đen 10 cân cho Cẩm Vân. Đen này, trắng này. B08 kèm size kèm số. Đỏ đen 9 cân. Rồi. Đen 10 cân cho ai? Cẩm Vân. Cẩm Vân ok. Đỏ đen 9 cân. Đỏ một đen 9 cân ok. Ok Thi Thi. Rồi. Rất nhanh cho em nhé, B08 ạ. Hết 9 người con đỏ rồi.
chuyển sang trắng cho em đi các bà ơi. B08 kèm size kèm số 99.000 nha, em qua mẫu nguyên size 14 cân cho Huỳnh Mỹ Linh. Huỳnh Mỹ Linh ok. Đó 13 cân cho Ly Loan. Ly Loan có cả set luôn. Đó 8 đến 17. Còn 17 hết 8. Chị Trang ơi hết 8 cân rồi chị ạ. Lên mã dự bị 8 cân và lên sang 17 cân chị nha. Em còn 17 cân hết. Đó em còn 13. Đen 18 cân. Có. Cho Nguyễn Văn Luân. Rồi có. Chị Tăng Mỹ Xuyên ơi kèm màu dùm em ạ. B08 kèm màu ạ. B08 cả set. Rồi các bạn chốt luôn cho em B08 này. Khi nào là chốt đơn chị, sáng mai nhân viên nhà chị gọi em yêu ơi. B08 trắng này, B08 màu đỏ và B08 nhà thi sẽ có màu đen. Giá cho cả nhà là 99.000 cả set ngày hôm nay luôn. Được chưa? Yêu thương mọi người quá luôn, mua được bán mọi người. Đó 13 ký cho Mỹ Nhung. Mỹ Nhung có. Mua được giá rẻ mọi người cố gắng mua sẽ đỏ cho Bích Châu. Làm gì còn là đọc thêm. Đúng rồi luôn á. Thấy rồi, thấy mới chơi nha. Thấy rồi chị Bích Châu ơi. Chưa bấm mà đừng đọc tay hả? Rồi cháu kèm số ạ. B08 kèm size kèm theo số điện thoại chuyển sang trắng cho em đi cả nhà. Đó 12, 13, 18 cho Trang Trần. 13, 13, 18 rồi hết 12 rồi. 12 hết rồi chị Trang Trần ạ. 18 với 13 ok chị Trang Trần. Đỏ 20 với 14. Rồi đỏ 20, 14 có. Ok Dũng Khiếu ạ. Dũng Hiếu ạ. Khiếu. Rồi ok chị Dũng ạ. Nguyên set luôn cả nhà. Chuyển sang trắng em thấy có người chốt trắng. B08 kèm size kèm số đỏ thì còn đúng thì mày set. Màu đỏ và màu trắng 17 với 21 cân cho Thúy Hằng ạ. 17 21. Rồi ok tình yêu. Set NI bao nhiêu? Set NI nhà em là 242. Đen 14 cho Huỳnh Mỹ Linh. Huỳnh Mỹ Linh 99.000. Rồi ok chị Linh. Đen 20 còn. Đen 20 còn. Ok trà một đen 20 cân ạ. Rồi ok ok. Rồi đen còn 10 con đến 16 con là hết ạ. B08 kèm size kèm số. Nhanh tay hộ em cả nhà cả set như này giá 99.000 luôn rồi. Quá rẻ luôn các bạn nhanh tay nha. Tăng Mỹ Xuyên đỏ 14 cân con. Không. Đỏ 14 cân cho Tăng Mỹ Xuyên ạ. Rồi ok Tăng Mỹ Xuyên. Đỏ còn 13, 15 và 16 là hết à. Đỏ 13, 14, 15, 16. Trắng đủ. Chị Lê Nga ơi lên số điện thoại giùm em chị nha. Chốt đơn không có số, không có đơn đâu cả nhà nha. Đen 15 cân cho Lập Trần. Lập Trần. Có. B08 kèm size kèm số chia sẻ cho em 3 lần cho các nhân và 3 lần một nhóm nữa. Rồi chốt kèm số luôn ạ. Rồi. Chị kèo bông có rồi chị nha. Trắng đi cả nhà. Chị Quốc Huy Huy Bác ơi lên màu ạ. B08 kèm màu ạ. Rẻ quá các bạn ơi. B08 kèm màu kèm size kèm số điện thoại ạ. Được chưa? Không phải rẻ là 6 đâu các mẹ ơi, thì bán rẻ cho các bà đấy. Chốt kèm số luôn trên là B08 kèm màu. Rồi, qua mẫu nha cả nhà. Chốt kèm theo số điện thoại cho em luôn là B08. B08 kèm size kèm theo số điện thoại lấy sách cho mình nhé tùy cho em. Ok, vaccine dự bị size 90 cân cho Trần Thanh Hằng nha. Cái này. Rồi, chốt kèm số luôn trên là B08 các bà ơi. Hai bộ đỏ 16 ký. Hai đỏ 16 á. Ừ. Rồi, để em xem còn đủ không ạ? À? Không còn ạ. À. Còn đỏ 15, đỏ 16 luôn. Có hơn 20 mẫu các mẹ từ từ nha. 9 ký màu đen 20 ký. Hết rồi. Đen còn 14, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi chốt kèm số cho em cả nhà nha. Có con này không? Còn đúng không? Rồi lên con này cho cả nhà này. Cả nhà chờ nãy giờ. Hơn 20 mẫu các mẹ từ từ. Em lên hết. Từ đầu like tới cuối like đều có mẫu. Em sẽ có sơ mi rồi lẻ nữa mọi người. Các mẹ cứ từ từ bà nào mà à, chị không đủ 4 bộ xả cho em đi chị. Không đủ 4 bộ xả cho em đi chị. Ôi rồi. Tình yêu ơi. Ok tình yêu đặt chắc chắn hồ thi đấy nha. Mọi người cứ lên mã dự bị nhiều vào giúp em ạ. Khách xả rất là nhiều. Lên mã dự bị nhiều đặt, vào. Đặt cho vui thôi mọi người ơi. 10 ký màu đen. Còn. Nguyễn Thị Kim Huế ơi lên mã giùm em nha. Lên mã B08 đen ạ. B08 kèm màu kèm size kèm số ạ. Khách cứ lấy dự bị đi. Nhà em được ví dự bị. B08 màu trắng, màu đen, màu đỏ, nguyên set 99.000 ạ. Được ví dự bị, các mày dự bị thì còn là các mày muốn chốt. Còn các mày mà được chốt thì lại không có nghe máy. Đó, mọi người cố gắng cho em dự bị đi. Dự bị góp vào cho em. Rồi con này em còn size 8 đến 16 con. Ok, chị Kim Miến dự bị cao cấp 3. Rồi B08 các mày nhanh tay còn đúng một set 16 con. Ok, đen 10kg cho chị Nguyễn Thị Kim Huế B08 ạ. Rồi, màu đen 10kg kìa, set số 2. B08 màu đỏ 16kg. Còn 08 màu đó đỏ 16kg cho Quốc Huy Bắc ạ. Rồi
thấy chị Giang đi trình nha. Ta gái nhà em nhiều mẫu lắm các bạn, cứ từ từ nha. Chị cái màu đen cho Tú Sương ạ. Rồi Tú Sương đang teo. Rồi con này mọi người nhá. Con này là mã hàng E7 nhà em, đem một cái chân váy Gucci có quần trong này, được chưa? Thêm một cái sơ mi có cái tag như này cho em luôn. Hôm nay bán rẻ luôn này. E7 kèm size kèm số giá 104.000 luôn nha. Size okay, cho gái yêu nhà mình. Trà mộc và trúc diền ok ạ. Size cho gái yêu nhà mình tầm độ từ 10 con lên đến 15 con mã hàng. 12 ký đỏ. Còn ok chị Jenny Trần 10B08